Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 69. Già Thiên, chương 681, Tần Môn. Trưởng giáo của Tần Môn mang họ Tần, dường như chẳng liên quan tới họ Thái vậy. Điểm khiến người ta nghi ngờ duy nhất chính là tiểu giáo xuống dốc này lại có lịch sử tới mấy ngàn năm. Đối với phàm thế mà nói thì cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu vương triều rồi. Mấy thôn nhỏ ở bên cạnh cũng không biết là Tần Môn có từ lúc nào. Bởi vì nó quá cổ xưa, dường như từ thời tổ tiên bọn họ đã có rồi. Không phải là họ Thái, mà một tiểu giáo lại có thể kể thừa lâu như vậy. Diệp Phàm rất cẩn thận quan sát mấy ngày, cảm thấy ngoài chỗ của Lý Tiểu Mạn ra thì các phía đông, tây, bắc cũng không kém đều có cao thủ tiên thai tàng đầu tiên, còn có các đệ tử hóa long bí cảnh. Chuyện này đã ngoài lẽ thường rồi, ngay cả đại giáo đỉnh cấp cũng không hơn được thế này. Người ít như vậy mà đệ tử trẻ tuổi cường đại sao lại nhiều thế chứ? Cuối cùng hắn lặng lẽ tiếp cận ngọn núi trung tâm cao nhất, muốn nhìn thực lực của tổng môn một chút. Nói là ngọn núi cao nhất, kỳ thật nó chỉ hơn so với những ngọn núi xung quanh 200-300 thước, không có khí thế nguy nga, cũng không có khí trời thần tà, trông vô cùng bình thường. Nhưng nó bình thường như vậy mà trông lại như vị lão thánh nhân kia, thoạt nhìn bình thường, nhìn kỹ lại thấy đặc biệt. Sau đó không lâu tới tim Diệp Phàm đột nhiên gia tốc. Hắn phát hiện ra một vị đại năng ngồi trước cửa không nhúc nhích. Đây là một tiểu giáo thật sao? Vừa tới cửa đã gặp một vị đại năng. Hắn thầm giật mình một cái. Vậy thì trong những kiến trúc trên ngọn núi này chẳng phải sẽ càng có nhiều nhân vật lợi hại hơn, thậm chí là vài vị đại năng à? Diệp Phàm không dám tiếp cận thêm nữa. Linh giác của nhân vật bậc này rất siêu phàm, nếu không cẩn thận để bị cảm ứng được là xong. Không phải tiểu hồ màu vàng trên mi tâm hắn được lôi kiếp tẩy rửa, thần thức cường đại siêu cấp, lại có nguyên thiên thần thuật thì sớm đã bị phát giác rồi. Đây là một bí giáo lánh đời. Hiện giờ hắn đã có thể xác nhận, tiểu giáo thoạt nhìn như xuống dốc này lại phi thường bất phàm, có bí mật không muốn người biết tới. Mặc dù không phải họ Thái nhưng phân nữa cũng đáng để tìm hiểu. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm cẩn thận tìm hiểu huyện trí, châu trí của vùng đất này, phát hiện ra nơi này năm đó có một thế gia vọng tộc là Thái gia. Ở một năm xa xưa không rõ, gia tộc này liền đưa người rời đi, chẳng biết đi đâu, cố gia của Thái tộc. Sau đó không lâu Diệp Phàm lại vô tình phát hiện ra trong tàng thư các của một vọng tộc tại địa phương một quyển sách cổ, mang tới cho hắn càng nhiều hiểu biết. Ở thời kỳ rất xa xưa, nơi này chỉ có một thế gia vọng tộc duy nhất, chính là Thái tộc. Nhưng không biết vì sao 3 vạn năm trước bọn họ lại đưa người rời đi, từ đó biến mất. 3 vạn năm trước, không phải là năm mà theo truyền thuyết Thanh Đế hóa hình đắc đạo sao? Thái tộc năm đó sinh hoạt tại Tần Lĩnh, mà theo lời đồn đại thì Thanh Đế cũng ra đi từ vùng đất này, khởi nguyên từ Hóa Tiên Trì. 8/9 phần 10 Tần Môn chính là tộc nhân của Thái tộc. Bọn họ trở về quê cũ, lại thay hình đổi dạng. Nhưng Thanh Đế 5 vạn năm trước đã mất rồi, bọn họ còn sợ cái gì? Diệp Phàm không phát hiện ra bóng dáng của Hoa Vân Phi nhưng tin rằng hắn hẳn là ở gần đây, thậm chí ở ngay trong Tần Môn. Trên người hắn phân nửa là có bí bảo ngăn cách khí tức, Nguyên Thiên Thần Nhãn cũng không thể nhìn thấu, đúng là vô cùng phiền toái. Diệp Phàm lo lắng nhiều, cảm thấy cũng chỉ có thể gia nhập Tần Môn trước, chậm rãi tìm kiếm cửu bí, bằng không căn bản không thể quang minh chính đại mà tiếp cận. Mà hắn cũng cần tránh nam mạch của Lý Tiểu Mạn ra một chút, chứ chẳng may để nàng cảm ứng được thì hậu quả thật không hay. Dãy núi của các nhánh cách nhau mấy, chục dặm, tất nhiên cũng có thời khắc gặp mặt, tuy vậy chỉ cần không lộ thói quen trong dĩ vãng thì bằng vào cải thiên hoán địa đại pháp mà hắn học trong Nguyên Thiên Thư thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đông mạch của Tần Môn có 3 ngọn núi thấp, có 4 nhân vật cấp trưởng lão trở lên, 15 đệ tử, có gà vịt mấy trăm con. Diệp Phàm đúng là giờ khóc giờ cười. Rõ ràng có cao thủ tiên thai tàng đầu tiên trấn giữ vậy mà lại nuôi tới mấy trăm con gà vịt, quá giống thế tục. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì Đông Mạch mở núi thu đồ đệ, vừa đúng là cơ hội cho hắn, muốn lẻn lẻn mà vào. Cẩu oa tử, lên núi phải tu luyện cho tốt, không được trộm trứng nữa nhé. Giờ đây là sư môn của ngươi rồi đó. Một thợ săn nhìn thẳng vào đứa con mình, Diệp Phàm chẳng biết nói gì. Đi lên núi cùng hắn có 4 đứa nhóc vất mũi chưa sạch, đều là trẻ con trong thôn dưới chân núi, có việc gì thì lại lên núi chơi, giờ lại muốn thành đệ tử của nơi này.
Thu đệ tử độc môn không thèm hỏi han nhiều thế này thì hắn đúng là không biết nói gì. Lấy tài liệu ngay tại chỗ, đều là trẻ con quanh vùng, căn bản chẳng cần chọn căn cốt. Bí giáo lánh đời không thể nói theo lẽ thường được. Hắn cũng chỉ còn biết nói như vậy mà thôi. Mấy đứa trẻ này chỉ tầm 6-7 tuổi, đều lộ vẻ tò mò nhìn hắn. Diệp Phàm đúng là cảm thấy hơi thiếu tự nhiên vì sắp trở thành sư huynh đệ với mấy đứa trẻ con này. May mà sau đó không lâu có hai người lên núi, cũng muốn bái sư học nghệ. Trong đó có một người 18-19 tuổi, thanh tú nho nhã, rất có khí chất thư sinh, mang theo phong độ của người trí thức. Người còn lại đã hơn 50, mái tóc thưa thớt, người gầy rơ xương, dáng vẻ bệnh tật, chòm râu cũng trắng toát rồi, không ngờ cũng chạy tới đây tu đạo. Đông mạch của Tần Môn cũng không cự tuyệt ai, tất cả đều nhận. Bốn đứa trẻ con, cộng thêm ba, người Diệp Phàm, tổng lại là 7 người bái làm đệ tử của môn phái. Mơ hồ Diệp Phàm cảm thấy thư sinh và lão già ốm yểu kia không đơn giản, nhưng trước mặt người khác cũng không dễ gì vận dụng nguyên thiên thần nhãn tra xét. Bí giáo lánh đời này căn bản không sợ những người này tới, đủ để thuyết minh sự mạnh mẽ của bọn họ. Đây là cảm thụ của hắn sau vài ngày trên núi. Thư sinh kia cũng là một cường giả hóa long bí cảnh. Còn lão già ốm yểu kia là một tu sĩ tu luyện một bí cảnh cảnh đặc thù. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy, thực lực cũng rất khó xác định. Diệp Phàm líu lưỡi, một đông mạch Tần Môn nhỏ xíu, có 3 ngọn núi thấp. Tổng cộng 20 mấy người, mà trong đám đệ tử ngoài thư sinh và lão già đau yếu kia thì còn có 2 gã tu sĩ hóa long bí cảnh trẻ tuổi khác. Nói ra đúng là dọa chết người khác mà. Bí giáo lánh đời, cộng mấy nhánh lại thì chất lượng đệ tử gần như có thể so với thánh địa rồi. Tổng cộng có hơn 100 người mà thôi nhưng đã có thành tựu như vậy, đúng thật là hoang đường, nói ra không ai tin nổi. Nhưng người này phân nửa là đều giống ta, thông qua manh mối nào đó mà tìm tới cửu bí. Diệp Phàm tìm hiểu tỉ mỉ một việc mới cảm thấy nơi nhỏ bé này đúng là ngọa hổ tàng long, có rất nhiều truyền nhân của đại giáo vô thượng, khó có thể nhìn thấu. Cách đó không xa có bụi mù bay lên tận trời. Ngay sau đó là gà bay chó sủa, một đứa nhóc nước mắt nước mũi tèm lem đi ra khỏi chuồng gà. Sư huynh cứu mạng với, làm sao vậy cẩu oa tử? Diệp Phàm cười hỏi. Tiểu Thạch đầu ngã xuống dưới hầm, bên trong còn có một cái quan tài đỏ thẳm. Bốn đứa nhỏ lên núi vẫn không ngoan ngoãn, chạy tới đây trộm trứng, kết quả là không hiểu đất dung thế nào lại rơi xuống một hầm ngầm. Rất nhiều người trên núi bị kinh động, chạy tới nơi này, nhìn thấy đều vô cùng kinh hãi. Đây là một tòa lăng mộ cổ xưa trong lòng đất giờ lộ ra. Diệp Phàm không thể không kinh ngạc thán phục. Tần lĩnh quả nhiên có nhiều cổ mộ, ngay cả trong môn phái cũng có, đúng là kỳ lạ. Bái kiến sư bá, bụi mù còn chưa tan hết, trên bầu trời đã có một luồng sáng rơi xuống. Tấm màn ngăn cách các giới đi tới đông mạch của Tần Môn, thi lễ với sơn chủ tu vi tiên thai tàng thứ nhất. Sư bá, sắp sửa tiến cử đệ tử vào nội môn, ta xin thông báo cho người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tiểu Mạn thi lễ, xuất trần thanh lệ, mái tóc đen phất phới, quần áo trắng nõn, không nhiễm chút bụi bấn. Ta biết rồi, sơn chủ đông mạch gật đầu, trong lòng Diệp Phàm chấn động. Tiến vào nội môn có thể tiến gần tới cửu bí một chút chăng? Nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đây hẳn cũng là ý nghĩ của nhiều người. Gần đây hắn luôn để ý tới Lý Tiểu Mạn, vẫn chưa thấy nàng tiếp xúc đặc biệt với ai, không thể tìm thấy tung tích của Hoa Vân Phi. Hắn cảm thấy Hoa Vân Phi nhất định ở Tần Môn nhưng lại không biết rốt cục là ai, nghĩ muốn thông qua Lý Tiểu Mạn tìm kiếm nhưng vẫn không có gì sơ hở làm manh mối. Sư bá, ta cáo lui. Lý Tiểu Mạn thi lễ, phất tay áo bay lên không giống như tiên tử. Bụi mù trong hầm ngầm tan hết, một quan tài màu đỏ thắm lộ ra trong lòng đất. Ba đứa nhóc oa oa khóc lớn, còn có gà vịt kêu quàng quạc loạn lên. Sơn chủ thấy đám trẻ con đang gào khóc phía dưới lập tức vui vẻ nói, mấy đứa các ngươi đúng là không có tiền đồ, suốt ngày đi trộm trứng gà. Nếu còn không nghe lời thì ta sẽ đem nhốt các ngươi vào trong hầm ngầm. Sơn chủ tha mang, chúng con chỉ trộm nốt lần này, về sau không dám. Nữa, ba đứa nhóc khóc òa lên, nhìn thấy quan tài lớn mà sợ phát khiếp. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 682, Độ Thần. Cường giả tiên thai bí cảnh vung tay áo đưa bọn chúng vào quan tài đi,
xoảng một tiếng liền mang lên mặt đất, mang theo chút hơi ẩm mốc. Quan tài này chôn dưới đất đã hơn vạn năm nhưng không hề có chút dấu hiệu mục nát, vẫn được bảo trì như cũ. Nó do hồng ti long mộc khắc thành, tương đối quý giá. Ẩm. Vào khoảnh khắc khi nắp quan tài được mở ra, một con rết dài 2 thước bay ra, thân thể giống như ngọc bích, miệng phun độc khiến gà vịt hóa thành máu tươi hết. Sơn chủ tu vi tiên thai tàng một đỉnh phong, thân là nửa bước đại năng, thực lực tất nhiên là cường đại siêu cấp, vung tay áo một cái liền cuốn tất cả trẻ con đi. Ngô Công Thiên yêu, rất nhiều người kêu to. Đây rõ ràng là một con rết đã thành tinh, tuy rằng không to tới mức kinh người nhưng cũng khiến người ta khiếp hãi rồi. Ầm, sơn chủ tự mình ra tay, dùng pháp lực vô tận không ngừng luyện hóa. Con rết kia không ngờ lại bắn thủng hư không, phóng vọt ra ngoài. Tất cả mọi người đều giật mình. Đây là một con dị trùng phải hơn 800 năm trở lên, dù chưa hóa thành hình người nhưng cũng có thực lực nửa bước đại năng. Nó đi theo lộ tuyến trùng vương, không chọn cách hóa hình mà tu luyện trùng thể cường hãn, còn đang sợ hơn nhiều. Phụt, một vùng bích quang tràn ra, độc tố của nó xuyên thủng cả ngọn núi thấp, có thể thấy uy lực mạnh tới mức nào. Sơn chủ hét lớn một tiếng, miệng phun một hồ lô màu xanh ra. Thủy khí màu vàng vô tận tràn ra tinh lọc độc tố, bao phủ con rết. Thái dương chân thủy, rất nhiều người kêu lên, ngay cả Diệp Phàm cũng hơi ngạc nhiên. Thái dương chân thủy và thái âm chân thủy tuy cũng là nước nhưng lại ẩn chứa chí dương, chuyên khắc chế trùng thú hắc ác. Phụt, Bích Ngô Công há mồm phun một hơi, hóa thành một đoạn kiếm ngô công màu xanh biếc, xé hư không chém về phía cái hồ lô chứa thái dương chân thủy kia. Không tốt, con rết này đạo hạnh rất sâu, các ngươi mau lui lại. Sơn chủ kêu to, hắn xông lên trời cao với Bích Ngô Công, liên tục va chạm. Một vị trưởng lão ở phía dưới hóa thành một luồng sáng bay rất nhanh về báo cho tổng môn mối nguy cơ ở nơi này. Lúc này mọi người rất khẩn trương kinh sợ. Trong quan tài màu đỏ thắm kia có một thi hài, huyết nhục vẫn chưa hề hư thối mà tối đen như mực. Đây là hồng ti long mộc có thể khiến thân thể bất hủ, trường tồn cùng thế gian 2 vạn năm, là kỳ chân cái thế. Người này khi còn sống hẳn phải là nhân vật cấp hoàng chủ, bằng không tuyệt đối không thể có quan tài như vậy. Đáng sợ thật, con rết này cắn nuốt hết tinh hoa của thi hài rồi, khó trách nó lại cường đại như vậy. Mọi người ấy tất cả mọi thứ trong quan tài xong thì đều cảm thấy không được tự nhiên. Một hoàng chủ sau khi chết lại trở thành thức ăn của độc trùng, đúng là chết cũng không yên. Mấy đứa nhóc sợ tới mặt mũi trắng bệch, run rẩy toàn thân. Vừa rồi bọn chúng suýt gặp tử thần, nếu không phải con rết không hứng thú với huyết nhục của bọn chúng thì chúng đã chết từ sớm rồi. Thân thể con rết trên bầu trời chấn động mãnh liệt, lục quang bừng lên, lập tức hóa thành dài 10 mấy trượng. Giống như một con dao long, tìm đốt và trăm cái chân trên thân thể khổng lồ cùng chấn động, cắt xé hư không. Thiên Ngô có tu vi tiên thai tàng thứ nhất đỉnh phong, không biết có chống nổi không. Độc tính của nó vô cùng mãnh liệt đó. Phụt. Bích Ngô Công dài 10 mấy trượng phun ra một luồng nước xanh, ăn mòn toàn bộ cả một ngọn núi nhỏ, biến mất hoàn toàn. Loại độc khủng bố này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Yêu trùng nạp mạng đi. Ở trên không trung xa xa, một tiếng thét dài truyền tới. Một vị đại năng đáp mây bay đến, cách đó rất xa đã vươn bàn tay ra, cuồn cuộn mãnh liệt chụp tới Bích Ngô Công. Một vị đại năng tuyệt đỉnh. Diệp Phàm gật mình. Trên ngọn núi trung tâm quả nhiên có đại nhân vật siêu cấp trấn thủ, lập tức đã gọi được một vị cấp hoàng chủ tới rồi. Phụt. Thiên hô ngang trời, bích quang bừng sáng, độc tố trong miệng tràn ra, một hơi hóa 5 ngọn núi thấp thành bụi bặm hết, không còn tồn tại nữa. Nó tả xung hữu đột, đang muốn bỏ chạy. Nhưng thủ đoạn của đại năng tuyệt đỉnh thông thiên, giam cầm hoàn toàn không gian lại, sau đó chụp tới. Chát một cái liền nắm lấy nó, sau đó tỏa ra một luồng sáng mờ, bắt đầu luyện hóa nó. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh cấp thánh chủ, trấn áp Thiên Ngô Vương nửa bước đại năng cũng giống như giết một con sâu thôi. Diệp Phàm nghiêm nghị. Thân thể con rết xanh biếc có kịch độc, không ngừng phun ra ánh sáng xanh nhưng lại không bắn phá được quầng sáng đang bao vây nó, bị pháp lực luyện hóa. Thu nhỏ lại rất nhanh, cuối cùng hóa thành dài bằng một bàn tay, xanh biếc như ngọ, nằm trong lòng bàn tay vị đại năng kia, không nhúc nhích. Nghiệt xúc, thân là độc trùng ngũ hành, vừa lúc có thể dùng để bồi dưỡng cổ vương. Vị đại nhân vật của tổng môn này hừ lạnh một tiếng, nhét nó vào trong một cái đỉnh nhỏ rồi bay đi. Đây là đại năng tuyệt đỉnh,
Ở niên đại không có thánh nhân và vương thể đại thành chính là biểu hiện của chiến lực mạnh nhất thiên hạ, là kẻ thống trị chân chính của mặt đất này. Con rết kia cũng không đơn giản, lại có thể cắn nuốt thi hài, tàn phá căn nguyên. Nó gần như đã không còn là rết nữa, sớm hóa thành một con cổ, cắn nuốt sinh linh đồng loại, càng ngày càng cường đại đó. Cổ là một loại vật do đặt các con trùng vương ở chung, để chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con, bồi dưỡng ra một loại thần trùng, khởi nguyên từ Nam Lĩnh trong ngũ đại vực. Người ở đó rất am hiểu bồi dưỡng cổ. Giờ phút này Diệp Phàm nghe bọn họ nói thì thầm giật mình. Hắn nghĩ tới thôn Thiên Ma Công không phải cũng như vậy sao? Người tu loại thiên công này cũng cầu cắn nuốt vương thể, làm cường đại bản thân, cuối cùng hóa thành cổ vương trong nhân loại, quả thực không khác gì. Cổ đế khai sáng ra môn ma công này hơn phân nửa là do cổ vương dẫn dắt. Diệp Phàm nghĩ tới đây thì trong lòng chấn động, nói, hỏng rồi. Tần Lĩnh là một vùng đất cổ xưa thần bí, rất nhiều lăng mộ xa xưa, thần triều thời viễn cổ toàn đưa tới đây chôn cất, trời mới biết trong dãy núi này có chôn cất bao nhiêu ngôi mộ. Hoa Vân Phi đi tới đây đúng là như cá gặp nước. Chẳng may hắn phát hiện ra một số xác thịt bất hủ thì tuyệt đối là một bữa tiệc lớn đối với hắn. Thân thể của nhân vật tuyệt đỉnh được bảo tồn hoàn hảo, căn nguyên phân nửa là còn sót lại một phần, nếu rơi vào tay Hoa Vân Phi thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Không cần tới 10 năm hắn sẽ hoành hành thiên hạ. Diệp Phàm lắc đầu cảm thấy tương lai của Hoa Vân Phi so với sự tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Nếu hiện giờ không thể ngăn cản hắn thì đợi tới khi hắn trưởng thành rồi, chỉ sợ không ai địch nổi nữa. Mấy ngày sau, Sơn Chủ Đông Mạch tuyên bố tin tức đầu tiên. 2 tháng sau sẽ tiến cử đệ tử vào nội môn, khiến tất cả mọi người trong núi đều chấn động. 4 mạch so đấu, người đoạt đệ nhất có thể tiến vào. Chỉ có một suất này mà thôi, Sơn Chủ nói. Mọi người nghe vậy đều ngẩn người ra. Chỉ có người đứng đầu 4 mạch mới có thể tiến vào. Điều kiện này quá hà khắc rồi. Đại chiến một phen mà rất nhiều người cũng sẽ phải phí công. Diệp Phàm chợt nghiêm túc hẳn. Theo hắn biết thì trong đệ tử của mạch này có tới 4 người đạt tới Hóa Long bí cảnh, tuyệt đối rất có lai lịch. Mà ở 3 mạch khác cũng không kém, nếu muốn tranh danh hiệu đệ nhất thì tất sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Đây tuyệt đối là do Tần Môn cố ý. Bọn họ sớm đã biết động cơ của những đệ tử mới gia nhập này là không thuần khiết. Bọn họ đến vì cửu bí, ta chỉ là vì công. Chúa Nguyệt Linh, nàng rốt cục hóa thành người nào, ở mạch nào chứ? Thư sinh Tần Nguyệt ở Đông Mạch tự nhủ. Đêm đã về khuya, Diệp Phàm luôn để ý tới thư sinh và lão già ốm yếu, lập tức biết chuyện này. Hắn dùng nguyên thiên thần thuật câu động địa mạch, nghe được lời nói của đối phương. Mỹ nữ thứ 2 của Trung Châu, Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê Thần Triều lại tới Tần Môn. Diệp Phàm khá kinh ngạc. Nơi này tuy nhỏ bé, chỉ là một tiểu giáo hơn 100 người mà lại có Phục Long ẩn hoàng, trời biết còn nhân vật lợi hại nào nữa. Hiện giờ không cần nghĩ cũng biết, thư sinh thanh tú kia là nhân vật cấp hoàng tử của thần triều, bằng không sao dám theo đuổi thiên nữ Nguyệt Linh. Hắn là một con rồng đang ẩn mình. 4 mạch Đông, Tây, Nam, Bắc rốt cục có bao nhiêu người như Nguyệt Linh công chúa, Hoa Vân Phi chứ? Bọn họ sao lại đều tìm tới đây? Diệp Phàm khó hiểu. Rất hiển nhiên là mấy người này đã đến đây từ 1-2 năm rồi, thậm chí là sớm hơn. 2 ngày sau, Sơn Chủ Đông Mạch lại tuyên bố một tin tức. Nếu có thể có cống hiến lớn cho Tần Môn thì cũng có thể tiến vào ngọn núi cao nhất, tu luyện bí điển cao nhất. Thế nào mới được tính là có cống hiến lớn? Có đệ tử hỏi. Tìm được long tủy có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc nộp được tài liệu quý có thể luyện ra thần binh vương giả. Mọi người đều sợ run. Mỗi thứ đó đều là bảo bối giá trị cả 100 vạn cân nguyên, đúng là công hiến lớn tới siêu cấp. Diệp Phàm cảm thấy Tần Môn khẳng định đã sớm hiểu rõ mục đích của đệ tử tới đây, bây giờ bắt đầu dùng công phu sư tử ngoạm, thu học phí của những thế lực lớn và thần triều. Lão đại ca có định lên ngọn núi cao nhất không? Sau khi đám người tan hết, Diệp Phàm hỏi lão già ốm yếu. Nội môn là nơi không nên vào. Lão già ốm yếu lắc đầu. Vì sao lại vậy? Diệp Phàm khó hiểu. Vì một số nhân vật tài ba chắc tuyệt vào, đó rồi cả đời đều không ra được. Lão già ốm yếu nói. Không có người nào sao? Diệp Phàm biến sắc. Ví dụ như Bích Lạc Vương. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh. Hắn lập tức nghĩ tới Cửu Thiên Bích Lạc Trung, 2 vạn năm trước là do vương giả vô địch lưu lại. Bích Lạc Vương này tất nhiên không phải là người của 2 vạn năm trước kia.
lão già ốm yếu cũng không hề kiêng kỵ, nói cho hắn biết một ít bí mật. 30 năm trước có người tìm tới nơi này. Bích Lạc Vương lúc ấy tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, chưa hết một năm đã tiến vào ngọn núi trung tâm, kết quả là từ đó trở đi không bao giờ ra nữa. Không phải là hắn không muốn rời đi mà là... Lão già ốm yếu lắc đầu, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao? Diệp Phàm hỏi, tất nhiên là có. Lão già ốm yếu nói chuyện khiến người ta phải giật mình, trên ngọn núi cao nhất của Tần Môn có dấu cao thủ cái thế, không kém gì các thánh địa. Mà cái đáng sợ nhất của bọn họ chính là một thiên bí thuật tên là Độ Thần Quyết. Pháp quyết này có thể độ hóa vương giả của một thế hệ. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh thì pháp quyết này có thể độ hóa chư vương thế gian, thiên phú càng cao thì lại chịu ảnh hưởng càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 683, Thôn Thiên Ma Công. Bích Lạc Vương tiến vào ngọn núi cao nhất còn chưa tới 3 năm thì đã trở thành hộ pháp của Sơn Môn, có thể thấy mưu trí của hắn thế này, giờ lại trở thành thái thượng hộ pháp của Tần Môn. 30 năm trôi qua, hắn chưa bao giờ rời đi một bước, cắm rễ tại Tần Môn, chính thức trở thành thành viên ở đây. Độ Thần Quyết cũng không khống chế thần thức người ta mà nắm bắt từ căn nguyên, khiến mọi người thật tâm làm môn hạ. Thứ này gần như là yêu tà. Người của Tần Môn tuy rằng ít nhưng trên ngọn núi cao nhất tuyệt đối không thiếu cao thủ. Bích Lạc Vương chính là một trong số đó mà thôi. Mà 30 năm trôi qua, hắn tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ thánh chủ tuyệt đỉnh. Ngọn núi cao nhất đó đúng là sâu không thể lường nổi. Diệp Phàm sợ hãi. Tất nhiên rồi. Lai lịch của Độ Thần Quyết rất dọa người. Tương truyền là do Nam Lĩnh Thiên Đế lưu lại, là thần thuật cái thế, có thể độ hết chư vương thế gian. Thế, Diệp Phàm trố mất. Lời đồn đại trên đời nói Nam Lĩnh Thiên Đế chính là độc nhân. Nơi này lại có thánh thuật vô song của hắn. Độ Thần Quyết, loại bí thuật thần bí mà lợi hại này có thể độ hóa người ta biến thành hộ pháp cho Sơn Môn, rốt cục là nghịch thiên tới mức nào chứ? Đứng là nó không khống chế thần thức mà lại động tay vào căn nguyên nội tâm, tất cả đều thuận theo tự nhiên, độ hóa bình thường mà không chiếm đoạt tâm trí. Tần Môn tuy nhỏ, có hơn 100 người nhưng lại sâu không lường được, khiến Diệp Phàm sinh ra một tia kính sợ. Ngay cả Bích Lạc Vương cũng bị độ hóa, đây đúng là một đại sự. Theo lời của lão già ốm yếu nói thì nhân vật bị độ hóa trên đỉnh núi cao nhất không chỉ có Bích Lạc Vương. 30 năm nay còn có những người khác, đều là nhân vật kinh diễm. Trên thực tế thì người vì cửu bí mà tìm tới đây thì khẳng định đều là nhân vật phi thường, trong đó tất nhiên có những người nổi bật như rồng phượng giữa loài người, siêu việt so với cùng thế hệ. Diệp Phàm chia tay lão già ốm yếu, thầm nghĩ rất nhiều điều. Tần Môn có nhiều chuyện cổ quái, vạn lần không thể bất cẩn. Nếu thánh thể của hắn cũng bị độ hóa thì đúng là chuyện vui lớn rồi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi bất an. Độ Thần Quyết là do Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo ra, là một đời khác của độc nhân hư hư thực thực. Đây không phải là một tin tức tốt. Hoa Vân Phi hẳn là ở trong Tần Môn. Loại bí thuật này khẳng định hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Nếu như hắn vô tình đoạt được thì đúng là như hổ thêm cánh. Nó vốn đều là từ một mạch độc nhân mà thôi. Hay là cứ vào nội môn, bằng không không thể tìm được cửu bí. Nhưng phải đề phòng việc bị độ hóa, Diệp Phàm thầm suy tính. Trong lòng hắn đã có đối sách nhất định rồi. Mà nay tốt nhất vẫn phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực. Muốn tiến vào nội môn cũng không phải chuyện dễ. Thừa dịp này đi tìm Long Tủy là hơn, Diệp Phàm quyết định. Gió đêm thổi tới, những ngọn núi thấp thành phiến bị che phủ bởi khu rừng mông lung dưới bầu trời đầy sao. Từ sâu trong dãy núi truyền ra tiếng gầm của dã thú. Trăng non cong cong, ánh trăng mờ mịt, đất rừng trông thật ảm đạm. Diệp Phàm di chuyển một mình, quan sát thế núi trong đêm khuya, muốn tìm Long Tủy. Xa xa, một vùng rừng tùng vô cùng u tĩnh, suối chảy róc rách, chim đêm bay khẽ, cỏ cây tỏa hương thơm mát. Bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, dừng chân đứng lại, thấy một mỹ nhân ngồi xếp bằng trên một tảng đá, ngũ tâm hướng thiên, trên người bao phủ một tảng ánh sáng trắng nõn. Trăng sao ảm đạm nhưng ở sâu trong rừng tùng lại có không ít ánh trăng sao rơi xuống, ngưng tụ tại thân thể nàng, khiến cho trông nàng càng mông lung. Lý Tiểu Mạn, Diệp Phàm kinh ngạc. Công pháp nàng tu luyện tuyệt đối là một loại kỳ công, xung quanh thân thể xuất hiện 365 cơn lốc màu vàng, sáng lạn phi thường,
thu nạp tinh khí mười phương, phun nhả tinh hoa nhật nguyệt. Tinh thần chư thiên, dùng thân thể đối ứng với 365 chủ tinh sao. Diệp Phàm giật nảy mình, kinh dị không thôi. Loại huyền công này đúng là chưa bao giờ hắn được nghe thấy. Hắn vận chuyển nguyên thiên thần nhẫn, cẩn thận quan sát, muốn xem rốt cục là thế nào. Bỗng dưng trong lòng hắn đại chấn. Ở trong 365 cơn lốc xoáy màu vàng kia đều có những thân ảnh như thần linh đang ngồi xếp bằng. Tinh khí cây cỏ mười phương, long khí của đại địa giống như nước, ngưng, tụ toàn bộ về nơi này, chảy vào 365 cơn lốc xoáy màu vàng, luyện chế vô số thân ảnh màu vàng kia. Diệp Phàm muốn quan sát cẩn thận hơn nhưng thân ảnh trong cơn lốc rất mông lung, căn bản không thể thấy dung mạo cụ thể, chỉ cảm nhận được một loại uy nghiêm cao xa, có khí tức như thần linh vậy. Thật là kỳ công cường đại. Bản thân thân thể đối ứng với chủ tinh của chư thiên, mỗi một cơn lốc màu vàng lại luyện thành một thần linh, tu luyện cuối cùng sẽ đạt tới thần thông nghịch thiên thế nào chứ? Diệp Phàm suy tư, cũng hơi giật mình. Cuối cùng hắn nhận ra 360 thân ảnh màu vàng kia thực ra chỉ là một thần linh phân ra ở những vị trí khác nhau trên thân thể con người mà thôi. Tạo thành một thần linh, không gì sánh nổi, thật sự là huyền diệu. Đột nhiên thân thể chấn động, thấy một cảnh tượng kỳ dị hơn. Sau lưng Lý Tiểu Mạn lại hiện ra một cổ đồ. Thần linh màu vàng kia đứng bên trong chiến trường thượng cổ, ngạo nghễ trước chư thần. Ở bên trong chiến trường cổ có một vùng ánh sáng màu vàng lưu động, rất nhiều thi thể ngã xuống, máu ngũ sắc bắn tung tóe, vừa thấy đã biết không phải là kẻ phàm, vô cùng thần bí. Diệp Phàm kinh hãi, nhưng thân thể kia có cả kim thân La Hán, cẩn thận quan sát còn có cả Bồ Tát tỏa sáng bảy màu, tất cả đều phơi thây đầy đất. Thần linh thật cường đại, Bồ Tát và La Hán cũng không phải là đối thủ. Dãy núi hơi rung chuyển. Tinh khí đầy khắp núi đồi phun ra, hướng về phía thân thể Lý Tiểu Mạn, tiến vào 365 cơn lốc xoáy màu vàng, vào thần linh như bằng vàng đúc thành kia. Trong quá trình này, thân thể Lý Tiểu Mạn không ngừng lóe lên ánh sáng thần thánh, trong suốt như ngọc, được rèn luyện không ngừng, hợp nhất với 365 thần linh. Đôi mắt của nàng mở ra, tỏa ra rất nhiều điểm sáng vàng, có vẻ yêu dị không nói lên lời, giống như yêu thần thượng cổ, xinh đẹp vô cùng. Ánh trăng sao trên bầu trời, linh khí từ mặt đất hóa thành những con sông lớn chìm sâu vào trong thân thể nàng. Tốc độ tinh khí tràn ra khiến người ta sợ hãi. Nơi này cách Tần Môn chừng ngàn dặm, cũng không sợ bị người ta phát hiện. Nàng ngồi yên không nhúc nhích, tu luyện loại thiên công chưa bao giờ thấy trong sách cổ này. Nàng học được thuật này từ đâu? Bỗng nhiên thân thể Lý Tiểu Mạn chấn động, mái tóc tung bay, trên đỉnh đầu xuất hiện một bảo bình màu đen, mới đầu còn mờ nhạt nhưng càng về sau càng rõ nét. Đây là... Đôi mắt Diệp Phàm lập tức sáng bừng lên. Từng luồng ánh sáng đen tràn ra từ thiên linh cái của Lý Tiểu Mạn, luyện chế bảo bình trên đầu. Ánh sáng đen lóe lên, lưu động đạo vận, thoạt nhìn trông cổ xưa mà tự nhiên. Hình thức bảo bình rất đơn giản, gần giống như vật dẫn của đại đạo, giống như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Rất quen thuộc, nó gần giống như đúc so với thôn thiên ma quán. Bảo bình do Lý Tiểu Mạn tự mình dùng tinh khí luyện chế này đã đạt tới mức này rồi. Hắc Hoàng từng nói nếu lĩnh ngộ thôn thiên ma công tới một cảnh giới nhất định thì có thể lựa chọn chế thành bảo bình đại đạo. Đây là vật dẫn của đạo, tương lai có thể tụ nạp pháp lực vô thượng. Ánh sáng đen bùng lên, bảo bình giống như đúc từ kim loại, lơ lửng trên đầu Lý Tiểu Mạn. 365 cơn lốc màu vàng chấn động rồi biến mất, chỉ còn lại bảo bình hợp nhất tu luyện với nàng. Nàng cũng tu luyện thôn thiên ma công, ánh mắt Diệp Phàm sắc bén nhưng không có động tác gì. Không hề nghi ngờ gì nữa, Lý Tiểu Mạn tu luyện hai loại thiên công, một loại không thể nào phỏng đoán, nhưng loại sau thì nhìn cái là biết là thôn thiên ma công. Bảo bình đại đạo chìm nổi, có thể trấn áp chư thiên. Ầm, núi rừng chấn động, bầu trời rung chuyển. Pháp môn do thiên đế cổ khai sáng ra có ảo diệu vô cùng, đại đạo giáng xuống, pháp tắc hiện ra. Đang cùng một chỗ với bảo bình kia, tất cả vạn vật sinh linh đều bị ảnh hưởng, từng luồng thần lực từ bốn phương tám hướng tụ lại, còn nhiều hơn 365 cơn lốc xoáy màu vàng kia. Vút, bỗng nhiên Lý Tiểu Mạn mở bừng đôi mắt, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nhìn về phía Diệp Phàm, trông như hai luồng sét. Da thịt nàng như ngọc, tuyệt lệ xuất tràn, thần bí mà quỷ dị, giống như yêu thần sống lại, dường như đã cảm ứng được điều gì. Diệp Phàm sử dụng nguyên thuật hợp nhất với địa mạch của dãy núi này, không hề có khí tức của nhân loại, sau đó thi triển bí quyết chữ hành vọt đi,
tiêu thất hoàn toàn. Nàng thoạt nhìn như chỉ ở đạo cung bí cảnh nhưng lại có linh giác mẫn tuệ tới vậy sao? Diệp Phàm rất giật mình. Lý Tiểu Mạn có cổ quái, tu thành hai loại thiên công thì thôi, lại có thể phát giác ra có người âm thầm thăm dò. Y từng nói là Lý Tiểu Mạn cũng tiến vào tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ, chẳng lẽ là chiếm được đại cơ duyên ở đó sao? Nhưng hắn vẫn cảm thấy có hơi không thích hợp. Huyền công đầu tiên nàng tu luyện rất quỷ dị, tạo dựng thần linh trong cơn lốc màu vàng, có thể giết sạch La Hán Kim Thân và Bồ Tát, đúng ra yêu nghiệt. Nàng rốt cục có cơ duyên thế nào, thực lực tuyệt đối hơn xa đạo cung. Trên người nàng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm không hành động gì, cũng không muốn đả thảo kinh xà. Hắn muốn lôi Hoa Vân Phi ra nhưng kẻ này che giấu quá sâu, không để lại chút manh mối nào. Trong lòng đất Tần Lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa, mỗi khi có lũ bộc phát là có thể lồi ra một hai cỗ quan tài trong núi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 684, đoạt mồi trong miệng hổ. Diệp Phàm vừa tu luyện vừa thường xuyên lui tới trong sơn mạch của Tần Lĩnh. Hắn quan sát địa, thế, tìm kiếm dị tủy, muốn dùng khi ngộ đạo đột phá. Ở vùng này nửa tháng, đi khắp mười mấy vạn dặm, đã thấy 8 cổ quan bên trong địa mạch. Tất cả đều là thi thể cấp thánh chủ, sớm đã mục nát nhiều năm, ngay cả binh khí cũng bị di xét hỏng cả rồi. Người chôn lâu nhất tới nay cũng 18 vạn năm, bởi vì trên quan tài ngọc có khắc chữ rõ ràng. Lúc trước đây là một vị hoàng chủ, nhưng hắn cũng không tìm được một giọt dị tủy nào. Xâm nhập vào bao nhiêu lòng núi, gặp long khí nhưng mãi vẫn không thấy dị tủy. Tần Lĩnh trăm vạn dặm này có một con đại long kinh thiên đang nằm, tất có thể nuôi dưỡng được thần tủy cái thế. Chẳng qua vùng đất này quá lớn. Diệp Phàm nhíu mày, đi dưới vòm trời, nhìn xuống Tần Lĩnh mênh mông, rộng tới trăm vạn dặm, có thể nhìn khắp nơi nhưng lại thấy nơi nào cũng có long khí kinh thiên ngưng tụ. Loại khí chất này rất đặc biệt, chỉ có người kể thừa Nguyên Thiên Sư mới có thể nhận ra, đúng là một con đại long dài tới vạn dặm, thật sự quá mênh mông. Khó trách Tần Lĩnh nhiều lăng mộ cổ xưa. Con rồng này quá lớn, ẩn chứa sinh cơ vô tận, có huyền bí sinh tử, nhất định là những người thời viễn cổ nhận ra loại bí mật này nên tới đây chôn thân. Long mạch quá lớn, rất khó kết luận là nơi nào sinh ra bảo tủy, có rất nhiều giả long ẩn hiện, khó phân biệt nổi. Nhất định là có thần tủy cấp mộng huyễn, có thể so với bất tử dược, hơn phân nửa là đã hóa hình thành sinh linh. Diệp Phàm suy đoán, lại một đêm u tĩnh nữa, trăng tròn treo trên không trung. Mặt đất một màu trắng bạc, giống như có một tảng sương khói bao phủ. Diệp Phàm tìm kiếm đã nửa tháng nhưng vẫn chưa thu hoạch gì, vô tình đi sâu vào trong Tần Lĩnh, rời Tần Môn chừng mười mấy vạn dặm. Ngao, đột nhiên một tiếng như chim hót, lại giống sói tru truyền ra, chấn động cả dãy núi. Ầm ầm, xa xa có mười mấy ngọn núi lớn bị giống nát, bụi mù đầy trời, che khuất cả mặt trăng trên bầu trời. Đây là sinh linh cường đại tới mức nào chứ? Diệp Phàm biến sắc. Mười con quái điểu toàn thân tỏa sáng xanh, thân thể giống như đại bàng nhưng lại có một cái đầu sói, dài tới ba mươi mấy trượng. Tiếng động kia đúng là do nó phát ra. Thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang. Giống, lại một tiếng giống to nữa. Một dãy núi khác truyền ra tiếng ù ù. Một con cự viên màu bạc cao tới trăm trượng, đạp xuống những ngọn núi nhỏ. Hai sinh linh này vừa thấy nhau liền như có đại cừu, đánh về phía nhau. Thanh quang và ngân quang sôi trào, chấn động mãnh liệt, khiến mười mấy ngọn núi gần đó đều bị đánh bạt đi. Diệp Phàm giật mình. Đây là hai con dị thú vương, thánh chủ tới đây cũng khó có thể thu phục được, thực lực mạnh mẽ tới cực độ. Chúng tranh gì vậy? Một ngọn núi hùng vĩ ở xa xa cũng bị sụp đổ một nửa. Một chiếc xe đồng rách nát bay ra, có mấy con ngựa gốm kéo xe, trông hơi quái dị. Ở phía sau có một lão già mặc long bào cũ kỹ, đầu đội vương miện đã rỉ sét loang lổ. Mặt hắn xám như tro, không có chút sinh khí. Một hoàng chủ thượng cổ hóa thành thi vương, tự đánh xe tới. Diệp Phàm khá giật mình. Trên chiếc xe đồng rách nát kia có một người thấp bé chỉ cao có một thước, toàn thân màu tím tỏa ra ánh sáng, trông rất kỳ lạ. Mặt trăng màu bạc treo cao, soi sáng mặt đất. Mấy đại sinh linh trên mặt đất Tần Lĩnh dừng tay, không chiến đấu kịch liệt nữa. Một ngọn thác bạc ở xa xa buông xuống, dưới ánh trăng đêm càng đẹp vô cùng,
nhìn từ xa nên tiếng nước cũng không lớn, lại càng khiến người ta cảm thấy đẹp mà yên tĩnh. Toàn thân con dạ thiên lang dài 30 mấy trượng kia lóe lên lông xanh, trông giống như một con đại bàng, nếu có khác thì chỉ là cái đầu sói dữ tợn, răng nanh trắng ởn, đáp xuống một ngọn núi. Cự viên cao 100 trượng giống như một ngọn núi, hấp thu tinh khí trong thiên địa, mỗi một làn đều mênh mông như nước, bộ lông màu bạc toàn thân nhấp nháy tỏa sáng. Chiếc xe đồng rách nát bay lên giữa không trung, lơ lửng ở đó không nhúc nhích, bị ánh trăng bao phủ, tỏa ra một tàng sương mù màu bạc. Tiếng gầm trầm thấp truyền tới từ phía xa xa. Một con nhện màu sắc sặc sỡ cao tới 4-5 trượng, thân thể như ngọc ngũ sắc khắc thành, trong suốt lóe sáng. Không cần nghĩ cũng biết đây cũng là một trùng vương dị chủng. Bị nó cắn một cái thì thánh chủ cũng tuyệt đối mất mạng ngay lập tức. Ở một hướng khác, một lão hòa thượng da bọc xương đạp trăng đi tới. Cả người hắn tỏa ra màu vàng óng ánh giống như vàng đúc thành, hiển nhiên đã tu La Hán kim thân tới cảnh giới cực cao, trên người khoác một tấm cà sa đã rách nát. Lão tăng này không có chút sinh khí nào, tu luyện Phật Đà lục kim thân, cả người tỏa ra kim quang, thật ra đã chết từ rất nhiều năm, giờ chỉ còn là một khối cổ thi. Nhưng hắn đã thông linh, trở thành một gã thi tu giả, rõ ràng là một thứ tồn tại không thể sống lâu, một ngày nào đó sẽ bị sét đánh chết. Diệp Phàm líu lưỡi, tránh ở xa xa dùng nguyên thiên thần thuật làm khí tức biến mất, hợp nhất với dãy núi, lẳng lặng quan sát. Chuyện này cũng thật cổ quái, vì sao năm đầu sỏ này lại tụ tập ở đây như vậy? Có thể cảm nhận được là mấy sinh linh này rất cường đại, so với thánh chủ tuyệt đỉnh cũng mạnh hơn không ít, đạo hạnh cao thâm, ẩn bên trong tần lĩnh tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi. Dị tủy phải thuộc về ta. Cự viên màu bạc kia phát ra dao động tinh thần cường đại, con ngươi mở ra tỏa ra hai đạo ngân quang hướng thẳng lên bầu trời. Rất khó tưởng tượng được là tinh khí của nó lại tràn đầy tới mức nào. Một tiếng kêu dài vang lên. Con nhện như ngọc ngũ sắc tạo thành phát ra dao động linh hồn, phun ra ánh sáng mờ, hợp nhất với ánh trăng trên bầu trời, khẳng định kỳ tủy phải thuộc về nó. Lão hòa thượng kim thân bên kia tuy rằng chỉ có da bọc xương nhưng thực lực rất hùng hậu, ngồi xếp bằng trên miệng một vách núi màu đen, miệng phun bạch quang, tụng một đoạn cổ kinh. Một Phật Đà khổng lồ bỗng hiện ra phía sau hắn, Phật quang màu vàng tỏa ra vạn trượng, giống như phổ độ chúng sinh, tiếng thiện âm tỏa khắp thiên địa. Lão hòa thượng này tuy đã chết nhưng vẫn có thần thông Phật giáo như trước, lại còn rất tinh thuần, khiến mấy đầu sỏ kia khá kiêng dè. Đừng cãi cọ nữa, bảo tủy là sinh ra vì ta. Trong chiếc xe đồng rách nát, người nhỏ màu tím cao một thước kia mở miệng, dao động tinh thần cực kỳ cường đại, khiến thác nước ở phía xa xa dừng lại trong khoảnh khắc, không thể chảy xuống nữa. Thần niệm lực của nó giống như một mặt biển, áp chế tất cả dao động, khiến tiếng tụng kinh của lão hòa thượng kia cũng suýt nữa phải dừng lại. Trong năm đầu sỏ này thì nó và lão hòa thượng là mạnh nhất. Ngay cả đánh xe cho nó cũng là một thi thể hoàng chủ. Thân thể nó màu tím trong suốt, đáng sợ phi thường. Đây là sinh linh gì? Diệp Phàm cảm thấy hứng thú đối với nó, mới đầu còn tưởng là thần tủy cấp mộng huyễn xuất thế, không ngờ lại không phải. Thạch Trung Ngọc, ngươi còn có 500 năm tuổi thọ, đại nạn còn xa, tới tranh với chúng ta làm gì? Dạ Thiên Lang gầm nhẹ, lông xanh cả người đều dựng ngược lên. Diệp Phàm giật mình. Tiểu nhân cao một thước kia lại là một khối tử ngọc hóa hình. Đây là một báu vật hiếm có, là thần vật mà thánh nhân viễn cổ tạo thành thánh binh truyền tới đời sau. Loại cơ duyên này có thể gặp không thể cầu. Trong những năm tháng xa xôi thượng cổ, thánh nhân đều gần như không tìm được thứ này, dù binh khí cố lưu lại kể thừa 5 đến 10 vạn năm cũng đều bị hủy hoại bởi năm tháng. Đây là một thần vật, thánh nhân viễn cổ nhìn thấy cũng phải động tâm, nhưng lại thông linh hóa thành hình người. Hai mắt Diệp Phàm nóng bừng, tiểu nhân cao một thước kia có giá trị, còn cao hơn cả long tủy, bán đấu giá khẳng định sẽ khiến cả mấy đại thần triều chấn động. Nhưng nó đã tu luyện thành công, thực lực chẳng kém hoàng chủ tuyệt đỉnh, căn bản không có khả năng áp chế, muốn đánh nhau với nó thì đúng là thuần túy chịu chết. Nó còn 500 năm tuổi thọ, nếu không thể đột phá thi thần niệm tản mát, lại một lầu nữa trở thành khối báu vật được thánh nhân tha thiết kiếm tìm. Có thể đoán được như vậy thì 500 năm sau tìm tới đây sẽ không gặp cản trở gì. Chỉ cầu nhớ rõ địa phương này là có thể tìm tới, đến lúc đó có thể lấy được thần vật rồi. Tranh đoạt bằng khả năng thôi, cự viên màu bạc nói, chát một tiếng liền đánh sụp một ngọn núi lớn. Vài sinh vật khác cũng gầm nhẹ, hai mắt bừng lên hào quang. Sau đó chúng đứng yên ở nơi này không nhúc nhích,
giống như đã hóa thạch vậy. Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu. Hắn học nguyên thiên thần thuật nhưng vẫn chưa tìm thấy dị tủy kỳ chân, vậy sao mấy sinh linh cường đại này lại đoán ra chứ? Đêm về khuya, một tiếng rồng ngâm đột nhiên phá tan thiên địa yên tĩnh, truyền ra rất xa dưới ánh trăng sáng tỏ, khiến cả dãy núi đều lay động. Xa xa ở chỗ ngọn tháp bạc đang đổ xuống kia bỗng tràn ngập long khí, lao ra những luồng sáng như ánh trăng, liên tiếp với nhau giống như đại long thăng thiên. Ta hiểu rồi, tổ căn của Tần Lĩnh là sống, có thể tự di chuyển xung quanh. Hôm nay con rồng này nhảy lên từ lòng đất, năm đầu sỏ này đã từng gặp cảnh này rồi. Mấy sinh linh cường đại cùng nhau phóng về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước ngọn núi cao nhất, đều tự vươn móng vuốt lớn vỗ xuống. Ầm, ngọn núi nguy nga vỡ ra, rơi xuống mặt đất. Nếu không phải là do bọn họ khống chế lực tốt thì khẳng định cả ngọn núi cũng thành tro bụi rồi. Ở trong lòng núi có một long động, bích quang xông lên tận trời, giống như sương khói tràn ra, hương thơm tràn ngập. Quả là vậy, long mạch di chuyển, hôm nay, lao ra khỏi địa mạch hấp thu là trăng sao. Diệp Phàm tự nhủ, ầm ầm. Năm đại đầu sỏ giao thủ, khiến dãy núi trong phạm vi mười mấy dặm giống như giấy hồ, dưới lực lượng của bọn họ liền biến thành tro bụi, không còn một ngọn núi nào đứng thẳng nổi. Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, mấy sinh linh này còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của hắn. Nơi đó giống như trở thành một vùng biển chứa thần quang, bao phủ tất cả mọi thứ. Hắn vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, xuyên qua năm loại thần quang nhìn vào long động kia, lục quang lóe sáng, hình thành một vũng sáng xanh, trong đó có 6 giọt thần dịch trong suốt, trong như mã não, hương thơm nức mũi. Mỗi một giọt đều lớn như một quả long nhãn, không chút tạp chất, xanh biếc mê người, tỏa ra từng luồng âm thanh như sóng thần vậy. Long tủy thượng phẩm, phẩm chất so với tử long tủy trước kia còn cao hơn, hương khí dày đặc thấm đậm lòng người. Con rồng đã sớm bỏ chạy, chỉ để lại mấy viên bảo tủy xanh biếc này, chiếu rọi cả bầu trời thành màu lục. Đây đúng là báu vật. 6 giọt thần dịch màu lục này có thể so với 36 giọt. Diệp Phàm chấn động, hai mắt bừng sáng. Năm đầu sỏ ra tay, mỗi khi có người thò tay vào bồn ngọc thì đều bị những người khác công kích. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể tới gần, đều tranh đấu ở phía xa xa, không ngừng đại chiến quanh kỳ tủy xanh biếc, cũng không ai dám công kích bồn ngọc. Diệp Phàm không chần chừ gì nữa, vận chuyển nguyên thuật hợp nhất với địa mạch, ẩn giấu hoàn toàn khí tức, chìm sâu vào đại địa. Dùng bí quyết chữ hành tới gần long động kia cực nhanh, đây là thủ đoạn của Nguyên Thiên Sư, di chuyển dưới long mạch đại địa. Chỉ cần không có sinh vật ngăn cản thì giống như đi vào chỗ không người, nhanh tới khó tin, khống chế long khí mà đi. Diệp Phàm thu tất cả khí tức, hiện ra dưới miệng long động kia rồi đột nhiên nhảy lên, vươn bàn tay màu vàng ra thu 6 giọt thần dịch vào tay. Giống, năm đại đầu sỏ tức giận, tuyệt đối không ngờ có kẻ dám cướp mồi trong miệng hổ. Mấy đại cường giả bọn họ ra tay đoạt dị tủy, tất cả đều tế ra pháp lực ngập trời đánh xuống. Diệp Phàm di chuyển cực nhanh, phi độn bên trong địa mạch giống như một luồng sáng. Hiện giờ mà bị bắt thì tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Năm đại đầu sỏ này đều không phải kẻ hiền lành gì. Một tiếng thét dài khiến da đầu người ta tê tái vang lên. Thạch Trung Ngọc mà Thánh Nhân Viễn Cổ cũng coi là chân bảo đuổi theo rất nhanh, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, tiếng thét chấn động địa mạch vô tận. Ầm, nó há mồm phun ra một luồng thần quang tử ngọc. Đây là tinh khí tiên thiên của hắn, đáng sợ nhất, đánh nát 81 địa mạch, gần như đuổi sát Diệp Phàm. Tà quái như vậy. Diệp Phàm biến sắc, vận chuyển bí quyết chữ hành tới cực độ, hóa thành một luồng sáng di động, dùng nguyên thuật mở đường di chuyển trong địa mạch. Ầm, một luồng tiên thiên tử khí phun trào trong địa mạch, giống như khai thiên lập địa vậy. Mấy chục ngọn núi trên mặt đất đều chấn động sụp đổ, đừng nói tới thế giới trong lòng đất. Phụt, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu màu vàng. Thân thể cường đại như hắn cũng bị đánh trọng thương, khí huyết toàn thân chấn động mãnh liệt. Nếu là người khác thì đã bị hình thần câu diệt từ sớm rồi. May mà bị trúng một đòn này, tiên thiên tử khí kia lại không đuổi theo mà tụt lại một đoạn, nếu không thì tính mạng của hắn nguy rồi. Đối phương thực sự quá cường đại. Hả, à, không tốt. Lão hòa thượng kia cũng đuổi theo, phía sau lưng hiện ra một Phật đà khổng lồ, tốc độ nhanh gấp 10 lần bản thân hắn, đuổi tới Diệp Phàm. Ầm, Phật đà kim thân vươn tay, vỗ ra một Phật thủ ấn, khiến địa mạch không ngừng bị sụp đổ, nghiền nát tất cả. Mặt đất giống như biển khơi giận dữ chấn động, không gì có thể ngăn cản nổi.
Phật thủ đánh xuống tuy không đánh trực tiếp mà chỉ sượt qua người Diệp Phàm một chút đã khiến hắn bay tứ tung, miệng phun một ngụm máu to, ngũ tạng đều bị thương, xương cốt suýt nữa gãy nát. Trong lòng hắn hoảng hốt, Phật Đà này cũng quá cường đại rồi. Ngay cả một đại năng mà trúng một đòn vừa rồi thì thân thể cũng tuyệt đối vỡ nát. Lão hòa thượng này khi còn sống tu vi khủng bố tới mức nào chứ? Diệp Phàm không dám dừng lại. Đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Hai đầu sỏ phía sau quá cường đại, căn bản không thể chống lại. Đột nhiên một luồng tiên thiên tử khí lại vọt tới. Thạch Trung Ngọc không nhanh như vậy nhưng tiên thiên căn nguyên của nó lại cực nhanh. Bụt! Diệp Phàm lại bị một luồng khí tức quét trúng, chưa bị đánh trực tiếp nhưng cũng khiến hắn phun một ngụm máu lớn, xương vai trái cũng bị đánh nát ra. Trong lòng hắn chấn động, khó trách thánh nhân viễn cổ lại muốn dùng loại thần vật này luyện binh. Tiên thiên tử khí trong đó quá cường đại, ngay cả một vị thánh chủ ở đây cũng sẽ bị đánh nát. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền tới, kim thân Phật Đà đuổi tới. Tốc độ của hắn hơn lão hòa thượng 10 lần, vọt về phía trước, Phật thủ ấn đánh xuống. Ầm! Diệp Phàm bị kim quang chấn bay tứ tung, xương cột sống cũng xuất hiện vết nứt, những địa phương khác hầu như gãy nát. Hư ảnh A-di-đà Phật do pháp tắc và lực lượng kết hợp hóa thành gần như là thần thông phục ma mạnh nhất trong Phật giáo. Cướp mồi trong miệng hổ, Diệp Phàm trả giá quá thảm trọng. Hai người này cường đại quá mức tưởng tượng của hắn. Toàn thân thể hắn nhưng sắp nứt ra, cắn răng tăng tốc. Hắn lại bị đánh thêm mấy phát, rốt cục trong nửa khắc thoát khỏi A-di Phật và tiên thiên tử khí phía sau, chạy mấy ngần dặm mới dừng lại. Ngay cả ta đụng phải Tử Ngọc mà ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng phải động tâm, quả là khủng bố quá. Về sau ta nhất định thu ngươi. Con mẹ nó, ngay cả hư thân của Phật A-di-đà cũng đều bị triệu tới. Thân phận của hòa thượng chết tiệt kia khi còn sống là gì chứ? Diệp Phàm nguyền rủa không thôi. Thánh thể của hắn suýt nữa là bị đánh nứt ra, xương cốt cũng gãy bao nhiêu đoạn. Đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất khi giao thủ với người khác từ khi hắn xuất đạo tới nay. Lúc này hắn còn nửa cái mạng, nếu không phải thân thể quá chắc chắn thì sớm đã chỉ chút cặn bã rồi. Lực công kích như vậy đủ để 10 vị thánh chủ thành cho bụi, cũng chỉ có hắn mới chống nổi. Đây là cái giá phải trả khi đoạt mồi trong miệng hổ. Diệp Phàm suýt nữa là bị hai đại đầu sỏ đánh chết tươi, lúc này mới há miệng nuốt mấy ngụm thần tuyền, sau đó vận chuyển Niết Bàn Kinh mà An Diệu Hy dạy hắn. Khí huyết màu vàng vô tận thiêu đốt, xương cốt của hắn rung động lách cách, ước chừng qua hơn một canh giờ mới nối liền, vết nứt biến mất. Bên trong tiểu đỉnh giống như ngọc tạo thành có 6 giọt long tủy đều lớn như quả long nhãn, phát ra tiếng động như sóng thần, chiếu rọi cả nửa bầu trời thành màu lục. Loại bảo tủy này rất bất phàm, một giọt có thể so với 6 giọt trước kia, là thượng phẩm khó có được. Lần này bị thương cũng đáng, có thể tiến vào hóa long ngũ biến rồi. Diệp Phàm mừng rỡ. Tuy rằng mạo hiểm mà sống sót, suýt nữa bị hai đại đầu sỏ kia xử lý nhưng thu hoạch lại rất lớn. Mấy giọt dị tủy này có giá trị vô lượng. Sau đó không lâu hắn quay trở về Đông Mạch của Tần Môn, lặng lặng điều dưỡng mấy ngày khiến thân thể khôi phục tới đỉnh phong rồi mới rời đi. Lần này hắn bắt đầu bế quan, muốn đột phá hoàn toàn. Khi nhìn thấy cảnh tượng Lý Tiểu Mạn tu luyện, hắn cảm nhận được một loại áp lực. Hoa Vân Phi lúc này khẳng định càng khủng bố hơn nhiều. Mấy tháng gần nhất hắn đều ngộ đạo, mà lúc này có long tủy trợ giúp, tất cả đều thuận lợi. 6 giọt long tủy có ẩn chứa mảnh nhỏ của pháp tắc đại đạo, quả nhiên một giọt còn hơn 6-7 giọt trước đây. Nửa tháng sau Diệp Phàm xuất quan, sau đó bay đi tới chừng 10 vạn dặm mới dừng lại, ở đây lẳng lặng quan sát 2 ngày, không có gì dị thường mới bắt đầu độ kiếp. Trận thiên kiếp này thật lớn, nhưng lại không làm gì được Diệp Phàm. Hắn rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, thanh tẩy tiểu nhân màu vàng do thần thức hải hóa thành, rèn luyện thần thức, trải qua vài canh giờ liền thuận lợi tiến vào hóa long ngũ biến. Lực lượng cường đại, lại tiến tới rất nhanh rồi. Cả người Diệp Phàm tỏa ra thần quang, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập ánh sáng trong suốt, ẩn chứa thần lực khủng bố. Hắn bay về sâu trong tần lĩnh, quan sát địa thế núi sông. Hắn nhất định có thể tìm được than tủy cấp mộng huyễn có thể so với bất tử dược. 2 ngày sau, Diệp Phàm nghe thấy tiếng sấm vang rất lớn, dãy núi rung chuyển truyền từ rất xa lại. Không có mây đen, trời xanh trong vắt, đây là... có người độ kiếp. Trong lòng hắn thầm cả kinh, người đương thời có thể độ kiếp không nhiều. Hắn bay về phía trước rất nhanh, mơ hồ cảm thấy mong chờ.
ở một hồ nước thật lớn giữa dãy núi. Lúc này Diệp Phàm nhìn thấy một khối bia cổ, trên khắc ba chữ Hóa Tiên Trì, địa phương Thanh Đế sinh ra. Hóa Tiên Trì này một truyền thuyết, rất nhiều người đều nói nó chưa chắc đã tồn tại. Hắn cũng chưa chắc đã gặp được Hóa Tiên Trì chân chính. Ai độ kiếp trong Hóa Tiên Trì? Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 685, Hái Thần Dược Thế Gian. Hồ nước rất lớn, hơi nước mênh mông, cũng không biết rộng bao nhiêu, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Xung quanh hồ, cổ mộc như nấm, có một số còn cao hơn ngọn núi, cây cỏ phồn thịnh, linh dược phiêu hương, sinh cơ bừng bừng, nhiều dây leo lâu năm thô to tới dọa người, từ ngọn núi này kéo dài tới ngọn núi khác. Trong lòng Diệp Phàm thầm than, không biết đây có phải chân chính là Hóa Tiên Trì hay không. Tấm bia đá có vết rạn, kia thoạt nhìn rất lâu năm, phải dùng đơn vị vạn năm để cân nhắc, chữ viết trên đó như rồng bay phượng múa, nét khắc sắc như dao. Trong quần sơn vô tận còn có một đại hồ mênh mông thế này, sóng lớn vô biên, vô biên vô tận, như một mảnh biển rộng. Chừng ấy năm, trong tần lĩnh rộng trăm vạn dặm, mấy người nhìn thấy không ít Hóa Tiên Trì, có cái nhỏ như cái giếng, có cái rộng chừng ba vạn trượng, căn bản không biết đâu là thực. Hóa Tiên Trì có rất nhiều truyền thuyết, trước đồn là nơi tiên phi thăng, sau là Thanh Đế đản sinh trong đó, tự nhiên dẫn động rất nhiều ánh mắt người trong thiên hạ. Phiến đại hồ này rất thanh tú, mây trời tương liên, tràn ngập sương mù, trong đó có thanh liên nở rộ, xanh biếc, những dị thú thủy sinh cũng thường xuyên xuất hiện. Ở sâu trong hồ nước, tiếng sấm đinh tai nhức óc, như sóng thần ầm ầm rung chuyển, thanh thế cực lớn. Diệp Phàm tiến vào hồ nước, đi hơn 10 dặm rốt cục gặp được một hình ảnh đáng sợ, đầy trời là lôi điện, nơi nơi là huyết mang, hoàn toàn bao phủ không trung trên đại hồ. Hơn 10 người đang độ kiếp, vẻ mặt hắn ngây ra, trong điện mang màu máu vô tận kia có 30 mấy đạo nhân ảnh, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, điều khiến hắn giật mình chính là cường độ thiên kiếp vô cùng đáng sợ, so với lôi kiếp Yến Vân Loạn còn mạnh hơn nhiều lần, không kém bao nhiêu so với lôi kiếp hắn từng trải qua. Đều là người sao? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đại mỗi tia chớp của kiếp nạn khủng bố này đều đủ đánh nát hư không. Loại thiên kiếp này rất thảm thiết, đa số có màu máu, như một biển máu vậy, trong đó còn có hỗn độn mang thi thoảng xuất hiện. Thái âm chân kiếp, thái dương chân kiếp, địa hỏa phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng kiếp. Trên bầu trời lôi bạo sôi trào, trong lôi hải màu máu tràn ngập các loại lôi kiếp, đánh cho hư không run sợ. Thật là thiên phạt cường đại, căn bản là tính mạt diệt, không muốn người độ kiếp thành. Công sao? Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, so sánh với kiếp nạn hắn từng phải trải qua. Nhưng khí lực của hắn gần như bất diệt, trong thế hệ trẻ thì cường độ thân thể độc nhất vô nhị, cho nên mới phải trải qua thiên phạt như vậy. Nhưng người nơi đây đang đột phá cửa ải nào? Diệp Phàm cẩn thận quan sát. Trong lôi hải khôn cùng kia có chừng 32 thân ảnh, bị quang hoa chói mắt bao phủ, đang đối kháng đại thiên kiếp. Sao có nhiều người như vậy? Lôi quang kịch liệt, vô cùng chói mắt. Những người kia như ở trong mặt trời, bị thiêu đốt hừng hực, rất khó nhìn thẳng vào. Diệp Phàm ngưng thần, hai mắt lóe ra thần quang, thấy được một dung mạo một số người. Thời khắc này, hắn hít sâu một ngụm lương khí. Hắn nhìn thấy một đám người rất quỷ dị, trang phục không giống nhau, nam nữ, già trẻ có hết, ở các triều đại và thời kỳ khác nhau. Đây là một đám lệ quỷ đang độ kiếp sao? Diệp Phàm giật mình. Ba mươi mấy đạo thân ảnh này vô cùng quỷ dị, có lão đạo nhân với đạo y rách nát, như vừa mới ra khỏi mồ, mang theo cả một cỗ khí cơ mục nát. Còn có một hoàng chủ đội long quan loang lổ, như vừa từ cổ mộ đi ra. Cũng có một thiên nữ mặc y phục thiên tàm thần ti, đáng tiếc quần áo đã hư thối. Ngoài ra còn có một la hán mặc áo cà sa, thân thể khô quắt như hoàng kim luyện thành. Lại nói trong lòng đất Tần Lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa, chẳng lẽ những người này là một đám cổ thi do cường giả viễn cổ biến thành, xuất thế độ kiếp sao? Xem ra những người này không thể ở cùng thời đại, loại quần áo cổ xưa gần như hỏng hết kia như một đám già đời vừa từ trong mộ chui ra vậy. Điều này thật quỷ dị. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy những gì trước mắt thật khó tin. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mười mấy người, những người ở sâu nhất trong lôi hải lại chỉ thấy mơ hồ, nhưng quần áo trên người đều vô cùng cổ xưa. Thậm chí hắn nhìn thấy một lão hoàng chủ,
Tử kim quan trên đầu hắn giống như những gì ghi lại từ 5 vạn năm trước, có thể nói vô cùng cổ xưa. Trong trung tâm lôi hải, mười mấy đạo thân ảnh tuy mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn được trang phục có phần hiện đại, mà một người có bộ dạng như hoàng tử một thần triều bất hủ. Vượt qua mấy vạn năm trước, từ thời xưa tới hiện tại, những người này cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp lại xấp xỉ như ta từng trải qua. Trong lôi quang kịch liệt đáng sợ này, quần áo những người này hẳn không thể còn được bảo tồn mới đúng. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, cẩn thận quan sát, xuyên thấu hư không, nhìn rõ căn nguyên, rốt cục nhìn rõ hư thực. Căn nguyên tinh khí biến thành, đều không phải là chân thân. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hai mắt bắn ra hai đạo lãnh điện. Hắn bắt đầu tìm kiếm người thứ 33. Người này nhất định tồn tại, những người này đều do hắn chủ đạo. Có hoàng chủ cổ đại, có thần tăng, lão đạo nhân, có hoàng tử thần triệu đương thời, thiên nữ. Bút tích thật lớn. Rốt cục, ở nơi trung tâm nhất của lôi hải, hắn tìm được người thứ 33. Trạng thái người này rất kỳ diệu, toàn thân dung nhập trong hư không, một bảo bình màu đen treo trên thiên linh cái. Quả nhiên là người tu luyện thôn thiên ma công, lại cắn nuốt nhiều người như vậy. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị. Trong lòng đất Tần Linh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa, người này tìm được rất nhiều cổ thi bất hủ, mỗi nơi hấp thu một ít căn nguyên, cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa, còn có rất nhiều anh kiệt đương thời bị người này đánh chết, đoạt đi căn nguyên. Đây là một đại địch không thể tưởng tượng nổi, khó trách thiên kiếp lại khủng bố như vậy. Hoa Vân Phi, lại gặp ngươi rồi. Diệp Phàm đứng ở xa xa, sắc mặt hờ hững. Đi vào Tần Lĩnh lâu như vậy, hắn rốt cục gặp được địch thủ đáng sợ này. Ở trong lôi hải, Hoa Vân Phi và thiên địa hợp làm một, dù đang độ thiên, kiếp nhưng cũng vô cùng thoải mái xuất trần, như một tiên nhân vậy. Vạn đạo thiên kiếp dội xuống, bảo bình trên đầu hắn lại phun ra nuốt vào điện mang, thần bí khó lường. Đây là một nam nhân mà nữ nhân cũng phải ghen tị, phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song, siêu phàm thoát tục, như tiên nhân chuyển sinh vậy. Thiên kiếp hóa long biến thứ 8, Diệp Phàm hít sâu một hơi hàn khí. Tốc độ tu luyện của đối phương thật dọa người. 2 ngày trước, hắn vượt qua thiên kiếp đáng sợ mới tấn chức vào biến thứ 5, tiến cảnh đã rất nhanh rồi nhưng không ngờ đối phương cũng có tốc độ khiến người ta sợ hãi. Lúc trước, ở Nam vực của Đông Hoang, hắn đại chiến với Hoa Vân Phi. Khi đó hắn có cảnh giới tứ cực tàng thứ 2 còn Hoa Vân Phi ở hóa long biến thứ nhất, hai người hơn kém nhau 3 cảnh giới. Mà qua mấy năm, Diệp Phàm tăng tiến vùn vụt, một đường tăng lên, đạt tới hóa long biến thứ 5, có thể nói cường thịnh vô cùng. Đó là do vài năm qua hắn có được đại khí vận. Nhưng mà Hoa Vân Phi cũng không hề thua kém, vẫn cao hơn hắn 3 cảnh giới như cũ, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Mấy năm qua, Diệp Phàm gặp được rất nhiều cơ duyên, không giống người thường. Người khác muốn thu được tốc độ tăng tiến như hắn thì rất khó, nhưng Hoa Vân Phi lại làm được. Tiến triển cũng cực nhanh. Hóa long biến thứ 8 khủng bố, thiên kiếp của hắn không hề thua kém bao nhiêu so với hắn, khiến người ta thật sự kinh hãi. Thôn thiên ma công quả nhiên đáng sợ, thiên địa đều là dược đỉnh, bất cứ cường giả nào cũng có thể bị cắn nuốt căn nguyên, cường kiện bản thân. Có thủ đoạn như vậy không muốn xông thiên cũng không được. Thuật này làm thiên nộ cho nên mỗi lần tấn giai đều bị thiên phạt có tính hủy diệt. Thượng thiên hận không thể lập tức đánh hắn thành cho tàn cho nên mới hình thành lôi hải mạnh mẽ như vậy, cũng gần xấp xỉ với thánh thể rồi. Một đường giết tới, ông trời cũng không thể giết chết. Tu luyện, loại ma quyết này chỉ cần không chết thì muốn không cường đại cũng khó. Diệp Phàm than khẽ. Dùng pháp này chứng đạo trải qua rất nhiều đáng sợ, một đường tất nhiên là thiên nan vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, chỉ có những bậc kinh tài tuyệt diễm mới có hy vọng sống sót. Khó trách có người dự đoán chỉ cần Hoa Vân Phi không chết thì 10 năm sau có thể tung hoành thiên hạ, là tai nạn trong ngũ đại vực. Dựa theo tiến cảnh hiện tại, lời tiên đoán này có lẽ sẽ trở thành sự thật. Chỉ 3 năm ngắn ngủi, Hoa Vân Phi đã chiếm được căn nguyên của 32 cao thủ, trong đó 11 người là kỳ thi thượng cổ, 21 người là tuấn kiệt đương thời. Lúc này Hoa Vân Phi đang độ kiếp, những tinh khí mà hắn cắn nuốt được tràn ra, hiển hóa thành chân thân, như đang độ kiếp. Thiên kiếp cường đại như vậy nhưng hắn lại có thể chống đỡ được, cũng đã tới giai đoạn chót rồi. Diệp Phàm cũng không tiến vào phạm vi lôi kiếp vì hắn vừa thành công đột phá, dù lúc này tiến vào, dẫn phát thiên phạt nhưng cũng chỉ là tay trắng mà thôi, không thể tiến thêm một bậc nữa. Hơn nữa, Hoa Vân Phi có thể chống đỡ được loại thiên phạt này,
Dù hắn dẫn động lôi hải cường đại hơn một ít thì hơn phân nửa cũng không thể đánh chết đối phương được. Cứ chiếu theo sự phát triển này, tương lai không ai kiềm chế được hắn nữa. Khi hắn đạt tới căn nguyên các loại thể chất thì tất nhiên sẽ là thiên hạ vô địch. Đương thời, các loại nhân tài, chư vương thiên hạ có thể so với một gốc bất tử dược, Hoa Vân Phi tu luyện loại thiên công này, tương đương đang hái thần dược của thế gian. Diệp Phàm đạp trên mặt nước, từng bước tiến vào trong hư không, bước về phía lôi hải sắp tiêu tán. Nếu đã gặp, một hồi đại chiến sinh tử là điều không tránh khỏi. Xích Lạp. Khi một đạo tia chớp cuối cùng biến mất, tất cả tinh khí quy hồi trong cơ thể Hoa Vân Phi, đám hư ảnh kia hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm với tư thái hiên ngang, mái tóc đen dày, ánh mắt sáng quắc, luân động đả thần tiên đánh nát vòm trời, như một mảnh ngân hà đánh tới, như một thánh linh viễn cổ tái hiện. Đang. Hoa Vân Phi cầm một cây Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong tay, trực tiếp đón đỡ, phát ra âm thanh như sóng thần, cả mặt hồ sôi tào, núi rừng ở xa xa cũng phải rung chuyển. Hai người gặp nhau, vẻn vẹn chỉ là một kích đầu tiên đã tạo thành cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp huynh, lại gặp mặt. Hoa Vân Phi sớm thay một bộ áo lam, thanh nhã xuất trần, mang theo vẻ tươi cười hiền hòa. Đứng thể, nhân sinh nơi nào mà không gặp được. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại nói chuyện, không nhất định phải đại chiến sinh tử. Tay áo Hoa Vân Phi buông lỏng xuống. Ngươi không phải vẫn muốn cắn nuốt căn nguyên thánh thể ta sao? Diệp Phàm không nói lời thừa, lại bước tới. Trước khác nay khác. Ngươi ta hiện tại đều đã trở thành công địch thiên hạ, không bằng linh thủ lại, cần gì phải phân ra sinh tử. Diệp Phàm cười cười. Không phải liên thủ để ta giết người, ngươi đoạt căn nguyên sao? Cuối cùng ngươi cũng phải cắn nuốt ta mà thôi. Ta vẫn luôn rất hào hứng với độc nhân đại đế, ngươi để ta kiến thức một chút các loại thánh thuật vô song đi. Diệp huynh, lúc này không phải là 3 năm trước, ta không còn chỗ nào kiêng kỵ, buông tay nhất bác, ai sống ai chết rất khó nói. Hoa Vân Phi thản nhiên nói. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 686, Phi Tiên Quyết. Lôi hải tan hết, thiên kiếp biến mất, áo lam của Hoa Vân Phi phiêu động, đứng giữa hư không, vô cùng ung dung mà chân định, tươi cười tự tin. Đại hồ phía dưới tràn ngập sương mù, sóng biển vạn trượng, không có tiếng chim hót thú khiếu, chỉ có một bức thủy mặc bình yên. Hoa Vân Phi là một người thông minh, cũng không nói tiếp những lời vô ích. Hai người không thể cùng nâng cốc, hân hoan được, chi phải một trận chiến định sinh tử mà thôi. Diệp huynh ngươi tới từ vực ngoại, địa phương đó thật khiến người ta hứng thú. Hy vọng có một ngày ta được tới đó một chuyến. Hoa Vân Phi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trong lòng Diệp Phàm chấn động. Lý Tiểu Mạn chẳng lẽ nói hết ra ngoài rồi sao? Tuy nhiên giờ hắn cũng không hề sợ hãi, đã trưởng thành tới hiện tại. Dù cả thiên hạ biết thì đã sao, làm sao có thể gây khó dễ cho hắn được. Ở thời khắc này, Hoa Vân Phi quyết đoán ra tay, muốn khiến hắn bị phân tâm. Ngay khoảnh khắc thất thần này, Hoa Vân Phi đã lao tới, thi triển thủ đoạn lăng lệ bậc nhất của mình. Ầm. Hai tay hắn kết ấn dùng sức vỗ tới, một hắc động thật lớn hiện ra, trực tiếp nuốt lấy Diệp Phàm vào trong. Hắn vừa ra tay lập tức đã thi triển thôn thiên ma công. Hai mắt Diệp Phàm như điện, tóc đen tung bay. Hắn cũng lập tức dùng tới thánh thuật vô song. Bão Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn cùng lúc được hắn đánh ra. Đây là một loại cổ thuật kinh thế, diễn biến ra thiên, địa, nhân, dùng nhân làm căn bản, đại biểu ý chí thiên địa, trấn áp chư giới, bình định hết thảy thần linh. Một cái chớp mắt mà như vĩnh hằng, có thiện sướng cổ xưa và âm hưởng hiến tế hiện lên, xuyên thấu hư không vô ngần, chinh chiến chư thiên vạn giới. Đông. Diệp Phàm bước tới từng bước, tinh khí toàn thân sôi trào, hắc động phía sau sụp đổ nhưng đang điên cuồng cướp đoạt huyết khí của hắn, cắn nuốt hết thảy. Ầm, hắn lần đầu tiên hợp nhất 3 đại cổ ấn đánh ra, có được huyền diệu vô thượng, uy lực kinh thiên, như đang sáng lập thế giới. Hắc động sụp đổ, mỗi tấc thân thể Diệp Phàm đều trong suốt, lưu động thần lực vô tận, dùng 3 đại pháp ấn đánh ra một thông lộ, cuối cùng hoàn toàn thoát khói. Ầm. Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm khẽ võ, đánh một hòn đảo trong hồ bay lên, hợp nhất với Bão Sơn Ấn, đánh xuống phía dưới. Một chưởng này mượn dùng sức mạnh to lớn của đại, địa. Hoa Vân Phi bình tĩnh, điểm một ngón tay ra, ô quang băng hiện, lập tức đánh tan ngọn núi này,
toàn bộ dung nhập trong một cái khe lớn. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, 3 năm không gặp người này quả nhiên sâu không lường được. Đây đúng là một đại địch sinh tử, ai yếu ai mạnh khó có thể đoán trước. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Hoa Vân Phi quát khẽ, một mảnh cánh hoa trong suốt từ vòm trời rơi xuống, mỗi phiến đều khắc dấu vết đại đạo, mỗi đóa đều có thể chặt đứt núi lớn. Trên đại hồ này, từng phiến trang nõn mà trong suốt, Hoa Vân Phi phiêu nhiên như tiên, dựng thân trên một cánh hoa dài hơn một trượng, mái tóc bay múa, da thịt hiện lên vẻ sáng bóng. Diệp Phàm như đao kề cổ, cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, toàn thân như muốn nổ tung. Hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo hoa, khắc lạc ấn ký của Hoa Vân Phi. Ầm ầm. Phiến thiên địa này là một mảnh rực rỡ, nhất niệm hoa khai, ấn ký đại đạo rơi xuống, ma diệt hết thảy ngăn cản, quỹ tích của đạo lau đi hết thảy. Đang. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp, hoặc là nắm tay màu vàng, hoặc kết thành long ấn, hoặc thôi động nhật nguyệt mà đi, cùng mỗi cánh hoa va chạm, tiếp xúc với mỗi ánh sáng đại đạo. Trong thiên địa là một mảnh chói mắt. Qua 3 năm, Diệp Phàm lại lần nữa đại chiến Hoa Vân Phi, dùng thần thuật vô song giao tranh. Diệp Phàm, ta rất chờ mong căn nguyên của ngươi. Hoa vũ vô tận phi lạc, phiến phiến trong suốt, Hoa Vân Phi như thần linh niêm hoa mà cười, không một tì vết, thánh khiết vô cùng, mỗi cánh hoa đều khắc ấn ký của hắn. Suy gió mát lướt qua, liếc mắt nhìn lại, thân ảnh Hoa Vân Phi xuất hiện đầy trời, phân không rõ là cánh hoa hay chân thân, rất khó phân biệt thiệt giả. Dường như quay lại 3 năm trước, vẫn là một thức này nhưng cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần, bày ra áo nghĩa chân chính của thần thuật vô song. Áp lực khôn xiết, khí cơ, hủy thiên diệt địa như mang ngày tận thế tới. Hắc Hoàng từng nói ra độc nhân đại đế khai sáng nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, mỗi một cái đều có thể hóa thành chân thân, là sát thuật cái thế. Thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, hai tay huy động, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến thái cực, âm dương đồ hiện lên, hắn khom lưng như rồng, lập tức lao ra. Ầm, va chạm cực mạnh nổi lên, sóng trên hồ xông lên tận trời, một mảng lớn núi rừng bên hồ đổ sụp xuống, hai người giao tranh cực kỳ kịch liệt. Đối kháng gay gắt, Diệp Phàm đánh nát những cánh hoa đầy trời, chém hết ngàn vạn Hoa Vân Phi, chỉ còn lại bản tôn đang đứng trên một cánh hoa xa xa. Long hình đạo ngân của thần đồ thái cực không thể giết chết đại địch trước mắt khiến trong lòng Diệp Phàm lập tức trầm xuống. Từ khi dùng bí quyết chữ đấu diễn biến ra thuật này thì mọi việc đều rất thuận lợi, gần như chưa bao giờ không giết được địch nhân. Hôm nay tuy rằng cường đại hơn trước xa nhưng cũng chỉ phá vỡ được thánh thuật của đối phương mà không thể hạ gục. Hai mắt Hoa Vân Phi chớp động, lộ ra một tia kinh dung nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh, chủ động xuất kích, áp về phía Diệp Phàm. Vạn Hoa Thánh Quyết. Hắn thi triển ra loại thần thuật khác, có hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa, bất cứ loại bí thuật nào của đối phương cũng hóa thành bình thường, quả thực là hóa thần kỳ thành mục nát, vô cùng khủng bố. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, tuy sớm kiến thức loại thánh thuật này nhưng vẫn cảm nhận được áp lực thật lớn. Vạn Hoa Thánh Quyết khiến các loại kỳ thuật của hắn cũng bị ảnh hưởng. Không hổ là kỳ thuật do độc nhân đại đế sáng tạo ra, có được lực lượng khó tin, suy yếu chiến lực đối phương cực nhiều, khắc chế thần thuật thiên hạ, hóa thành phàm tục. Diệp Phàm xuất thủ vô cùng không thuận tay, nếu không có cửu bí gia thân, dùng bí quyết chữ đấu thúc giục các loại thần thuật thì chỉ sợ đã sớm thảm bại rồi. Ngay cả đấu chiến thánh pháp của hắn cũng bị đôi chút áp chế. Vạn Hoa Thánh Quyết được xưng là kỳ thuật vô địch cái thế không phải không có đạo lý, chính là do tâm huyết của đại đế cổ kết tinh ra. Lúc này Diệp Phàm không thể lưu thủ, đồng thời đánh ra các loại bí thuật, toàn bộ dùng bí quyết chữ đấu thôi diễn. Ầm, sát khí vô tận phát ra. Lần đầu tiên Diệp Phàm thi triển rất nhiều đại thuật sát sinh của thiên đình, chân đạp bí quyết chữ hành, thân mình hóa thành một mảnh ánh sáng, sát chiêu vô tận. Hoa Vân Phi cũng thi triển hết các thủ đoạn, những kỳ thuật kinh thế chỉ nghe chưa từng thấy được vận dụng, phụ họa với Vạn Hóa Thanh Quyết, cực kỳ đáng sợ. Hai người đại chiến kinh thiên, từ giữa hồ đánh lên bờ, đại lãng vạn trượng như sóng thần, bao phủ cả những dãy núi nơi này. Bọn họ dùng lực chấn động, hồ nước ngập trời thối lui, cả phiến dãy núi bên dưới đổ sụp như tạo thành từ cát, không chịu nổi một kích. Cả một mảnh địa vực bị hai người san bằng. Diệp Phàm điên cuồng tăng lên chiến lực, chạm tới bát cấm lĩnh vực, đủ đại chiến với nhân vật tiên thai tầng thiên thứ nhất trung kỳ, dũng mãnh vô cùng. Hoa Vân Phi cảm nhận một tia áp lực, tế ra Phượng Xí Lưu Kim Đảng, hóa thành từng đạo ô quang,
phát ra từng trận dị khiếu, thiên địa đại dung chuyển. Diệp Phàm luân động đả thần tiên, thi triển các loại bí thuật cứng rắn đối kháng. Hai người giao đấu kịch liệt, đại chiến không dừng. Âm bỗng nhiên, một dãy núi dài hai mươi mấy dặm bị Hoa Vân Phi hút vào trong tay, thu lại còn một thước, ném về phía Diệp Phàm, áp tháp thiên địa. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị. Đối phương vận chuyên vạn hóa thanh quyết tới cực hạn, có được sức mạnh to lớn như vậy, đạt tới cảnh giới cùng cực, tuyệt đối có thể hái sao ngắt trăng trên trời. Hắn không dám có chút sơ suất, dùng nắm tay màu vàng đón đỡ, nện thật mạnh lên dãy núi chỉ còn dài hơn một thước này. Sức nặng của nó gần như có thể đánh sập bầu trời. Kim quang, vạn trượng, Diệp Phàm đánh nó tan nát, lập tức hiện ra bản thể. Dãy núi dài hai mươi mấy dặm dập nát, vô số đất đá rơi xuống, bụi mù bốc lên tận trời. Hai người đại chiến tới hồi gay cấn, Diệp Phàm thét dài một tiếng, các loại dị tượng nổi lên, muốn dùng chúng vây khốn Hoa Vân Phi để tử chiến. Luân hải màu vàng sôi trào, xuất hiện dưới chân. Một gốc thanh liên lai động, hỗn độn khí lượn lờ, ở bên cạnh hắn. Cũng có tiểu thế giới xanh tươi hiện ra, bao phủ thân thể hắn. Đương nhiên, ra tay đầu tiên vẫn là tiên vương giữa không trung. Tiên vương dùng cửu trọng thiên trấn áp, uy thế ngập trời, như một thần minh hạ phàm. Phi tiên quyết. Hoa Vân Phi thét dài, lực công kích phút chốc trở nên kinh thế vô cùng, nhưng lại đột nhiên mạnh mẽ đối kháng dị tượng, chủ động lao vào. Diệp Phàm rốt cục gặp được loại bí thuật này, tương truyền lực công kích độc nhất vô nhị, nếu do độc nhân đại đế thi triển thì có cả phi tiên lực. Trên đời này không có tiên nhưng tương truyền thiên đế cổ bày ra lực lượng không thể tưởng được như vậy, có thể nói là vô kiên bất tồi, không gì không phá. Diệp Phàm nhức cả đầu, chủ động thu hồi dị tượng. Nếu đối phương dám cận chiến gần người thì hắn cũng buông tay đánh một trận, dùng thánh thể vô thượng áp chế. Bọn họ lao vào nhau cận chiến. Thân thể của thánh thể vô song, lực công kích không ai sánh bằng nhưng phi tiên quyết, có phi thiên lực. Không ổn. Diệp Phàm cảm giác đại sự không ổn. Phi tiên quyết khủng bố tuyệt luân, quả thật có thể đả thương tới hắn. Nhưng đây cũng không phải là thứ khiến hắn kinh tâm. Điều khiến hắn hết hồn chính là Hoa Vân Phi không hề phòng thủ, mặc cho hắn đánh cho tứ phân ngũ liệt nhưng cũng đánh phi tiên quyết lên trên người hắn. Thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, thân thể cường đại như thánh thể mà cũng không chịu đựng nổi, ngũ tạng phá toái, gân cốt đứt đoạn, máu tuôn không ngừng. Không thể không nói phi tiên quyết còn khủng bố hơn. Cả truyền thuyết, nếu do đại đế cổ thi triển thì tuyệt đối có thể siêu việt sức mạnh cực hạn, đạt tới phi thiên lực. Thân thể Diệp Phàm vỡ ra, rách nát không còn hình dáng, may còn chưa hóa thành thịt vụn. Hắn không ngờ Hoa Vân Phi lại độc như vậy, không tiếc lưỡng bại câu thương. Thật độc, hắn không dám trì hoãn, vì hiểu được vì sao đối phương dám làm như vậy. Hắn nhanh chóng chữa thương, một tiếng hoàng minh chấn động cửu thiên vang lên, hóa diễm bất tử hừng hực thiêu đốt. Hoa Vân Phi ở xa xa bị vỡ vụn, thân thể đang trọng tổ, rất nhanh khép lại. Hoàng kiếp tái sinh thuật. Hoa Vân Phi có đại vận khí, ngoại trừ chiếm được truyền thừa của đại đế cổ còn chiếm được một kỳ thuật thuộc loại nghịch thiên, có thần hiệu cửu tử tái sinh. Lần trước, khi hai người đại chiến ở Đông Hoang Nam Vực thì hắn từng dùng thánh pháp này tránh được một kiếp. Lần này hắn lại sử dụng, dựa vào đó để đánh nát Diệp Phàm, thiếu chút nữa đã thành công. Thân thể Diệp Phàm còn kiên cố hơn cả thánh chủ, gần như không thể phá hư nhưng phi tiên quyết quá đáng sợ, rất xứng với tên gọi, lúc này khiến hắn bị thương rất nghiêm trọng. Xương cốt hắn gãy hơn châm can, gân mạch nứt hết, tạng phủ tan nát. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển niết bàn kinh mà An Diệu Y truyền cho, đồng thời phát động bí quyết chữ giai khiến loại thánh thuật chữa thương này gia tăng công hiệu gấp 10 lần. Suy xương cốt toàn thân hắn rất nhanh liền lại, huyết khí màu vàng vô tận thiêu đốt, thánh thuật tọa hóa này khiến tinh huyết bản thân hắn nhanh chóng lành lại. Chỗ cường đại nhất của thánh thể chính là thân thể, có được thần lực vĩnh viễn không khô kiệt, khí huyết tràn đầy như đại dương mênh mông. Hai người tranh đoạt tốc độ, ai hồi phục trước sẽ chiếm được sự chủ động tuyệt đối, dùng thủ đoạn mạnh mẽ đánh tiếp, gạt bỏ đối phương. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 687, Khai sáng thuật. Hoàng kim thần quang trong máu Diệp Phàm gần như sôi trào, dưới sự dẫn dắt của niết bàn kinh nhanh chóng lưu chuyển, nối liền gân cốt, tu bổ thân thể. Máu vàng lưu động,
trong cơ thể hắn như phát ra âm thanh sóng thần gầm rú đinh tai nhức óc, thanh thế cực lớn. 3. Những xương cốt, gân mạch của hắn rung động như tiếng sấm nổ, không ngừng chữa trị thương thế và củng cố thêm. Hoa Vân Phi biến sắc. Hắn không ngờ thân thể Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, thông qua thanh thế mạnh mẽ bực này cũng biết được huyết mạch lực đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chữa thương. Hắn biết rõ đối phương có hoàng kiếp tái sinh thuật, là bí thuật thế gian hiếm có được sức mạnh to lớn, sẽ hồi phục nhanh hơn hắn. Lúc này đây, Diệp Phàm phát động bí quyết chữ giai, phối hợp với niết bàn kinh, khiến tốc độ chữa thương tăng gấp 10 lần. Máu vàng lưu chuyển nhanh hơn, rung động ù ù. Mỗi căn xương cốt, tạng phủ của hắn tề chấn, sinh cơ bừng bừng, đang phát triển cực nhanh. Các loại lực lượng hợp nhất, gia tăng tốc độ tu bổ thân thể. Hoa Vân Phi tỉ mỉ tính kế, đã xác định Phi Tiên Quyết có thể đánh tan thánh thể, hắn có hoàng kiếp tái sinh thuật nên mới nảy sinh thủ đoạn ác độc như vậy. Đây là một chiêu lưỡng bại câu thương, nhưng hắn không ngờ Diệp Phàm cũng hồi phục với tốc độ nhanh như vậy, gần như không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hắn biết đối phương nhất định cũng có được một loại thánh thuật chữa thương, vượt xa dự đoán của hắn. Ầm. Hai người gần như cùng lúc đứng lên, Hoa Vân Phi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà thân thể Diệp Phàm lại có vết rách, tạng cốt vẫn chưa khỏi hẳn nhưng hắn vẫn phải đứng dậy. Niết Bàn Kinh là bảo điển vô thượng của Tây Mạc Phật giáo, là một bộ cổ kinh chữa thương kinh thế nhưng Diệp Phàm lại thu được chỗ tinh hoa nhất mà không phải là toàn bộ cổ kinh. Nếu không có bí quyết chữ giai phụ trợ, khiến Niết Bàn thuật gia tăng hiệu lực gấp 10 lần thì hiện thân thể của hắn khẳng định chưa được như thế này. Lúc này, thương thế của hắn đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh bị động. Hoa Vân Phi cười lạnh một tiếng, lao tới như điện, vừa tới đã thi triển Phi Tiên Quyết, khủng bố tuyệt luân, như có thể đánh nát hết thảy, quét ngang chư thiên. Thuật này sắc bén vô song, tương truyền chính là do Độc Nhân Đại Đế nhằm vào bí quyết chữ đấu trong cửu bí mà khai sáng, từ đó cho thấy nó đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm dùng Phiên Thiên Ấn đánh trả, hai người va chạm mạnh mẽ, nghiêng trời lệch đất, thần lực như biển, dãy núi phía dưới nháy mắt bị chấn toái. Lực công kích hai người cường đại cực kỳ, nếu là những cường giả cùng giai khác thì chỉ sợ đã sớm bị đánh thành cho tàn, không thể tồn tại, căn bản không cùng cấp bậc. Diệp Phàm vẫn bị động như lần trước, khóe miệng tràn ra một lũ máu tươi, vừa chống đỡ vừa chữa thương, muốn nhanh chóng khôi phục như cũ, bằng không chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí có thể bị đánh chết. Không thể không nói Phi Tiên Quyết quá mức khủng bố, chém được cả thánh thể, thần binh bảo nhận nếu tiếp xúc chỉ sợ sẽ lập tức hóa thành bột mịn, lần đầu tiên khiến Diệp Phàm vô cùng kiêng kỵ. Các loại thần thuật của Diệp Phàm ra hết, ra sức đối kháng nhưng rất khó hiệu quả, Hoa Vân Phi dùng Vạn Hóa Thánh Quyết phụ trợ, hóa hết thảy thần kỳ đều biến thành mục nát, quy về bình thường. Đây là một loại kỳ ảo thần kỳ, có thể nói là thế gian vô song, hóa giải hết thảy bí pháp của địch nhân, khiến đối phương khó có thể thi triển ra hết. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, chỉ có thể sử dụng cửu bí, các bí thuật khác đều bị hóa giải, căn bản không đối kháng được loại thánh pháp này. Tay trái Hoa Vân Phi thi triển Phi Tiên Quyết, lực công kích kinh thế hãi tục, tay phải thi triển Vạn Hóa Thánh Quyết, hóa giải tất cả, hai tay cùng hợp, như long phụng tề minh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tâm thần Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, không ngừng rút lui, Phi Tiên Quyết có thể đả thương thánh thể, mà thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục, vô cùng cố hết sức. Toàn thân huyết khí của hắn đều bị điều động, vận chuyển theo Niết Bàn Kinh, ù ù rung động, không ngừng chữa thương. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn không thể thi triển ra các loại dị tượng, lúc này tình huống càng lúc càng nguy cập, rất khó ngăn cản đối phương, quanh quẩn ở trước tử môn. Từ ngày Diệp Phàm xuất đạo tới nay vẫn luôn cường thế, nhất là lúc chiến đấu một đường tiến mạnh, mà nay lại lần đầu tiên lâm vào hạ phong, bị người ta lực áp. Phi Tiên Quyết thật cường đại, có thể đả thương thân thể ta, không hổ là được xưng có phi thiên lực. Vạn Hóa Thánh Quyết cũng vô song, những gì ngoài cửu bí đều bị hóa giải. Trong lòng hắn vô cùng nghiêm nghị nhưng không dùng bí quyết chữ hành mà trở nên bình tĩnh, ở trong hiểm cảnh nghĩ biện pháp. Không tới thời khắc cuối cùng hắn không muốn bỏ chạy, trong kiếp nạn sinh tử cảm ngộ. Không mấy ai có được ý niệm như vậy trong đầu. Tới tình cảnh này, hắn lại ngộ đạo, khai sáng thuật. Cửu bí, chỉ có diễn biến nó mới có thể. Diệp Phàm vừa chữa thương, tâm linh dần bình lặng, hai tay chậm rãi thôi động, thần đồ thái cực hiện lên, được bí quyết chữ đấu thôi diễn.
Bí quyết chữ đấu trong Cửu Bí là bí quyết chuyên dùng cho chiến đấu, có được áo nghĩa vô thượng. Hắn tĩnh tâm ngưng thần tìm hiểu, kết hợp thái cực đồ, từng bước diễn biến. Ở giờ khắc này, khí thế của hắn thay đổi, như một cơn gió mát lưu chuyển trên núi lớn, một dòng nước chảy trên sườn núi, bắt đầu lấy nhu chế cương, đối kháng phi tiên quyết. Vô dụng, phi tiên quyết độc nhất vô nhị, ngươi lấy gì mà ngăn cản? Hoa Văn Phi như một tiên nhân, phiêu giật xuất trần nhưng lực công kích khiến người ta sợ hãi. Phi tiên quyết vừa ra, thiên địa sáng chói vạn đạo hào quang, như có người đang phi thăng, loại lực lượng này siêu việt cực hạn nhân thể. Phốc, Diệp Phàm liên tục xuất pháp ấn lại không thể ngăn cản được, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, cánh tay cũng bị đánh nát, thân hình lao ngược về phía xa. 49 ngọn núi dưới phi thiên lực đã hóa thành mảnh vụn. Độc nhân đại đế kinh diễm cổ kim, khai sáng phi tiên quyết có thể chém giết mọi địch thủ, lực công kích không ai có thể tranh phong. Lúc trước, hắn dùng thần quyết cái thế, đánh ra chỉ một kích ở hỏa ma lĩnh nhưng khiến cho thánh linh vô thượng, có thể sánh ngang với đại đế cũng hóa thành bột mịn. Đại đế cổ đại biểu thành tựu cao nhất của nhân tộc, có lực lượng cực đạo. Mà phi tiên quyết lại siêu việt cực hạn nhân thể, thi triển phi thiên lực có thể nói là vô địch cổ kim. Pháp quyết này có thể đánh nát thánh thể khiến Diệp Phàm chấn động vô cùng, niết bàn kinh vận chuyển nhanh hơn, hai tay liên tiếp rung động, rất nhanh khôi phục. Toàn thân hắn lóe ra huyết khí hoàng kim. Ông! Một tiếng nổ lớn vang lên, 72 ngọn núi lớn phía dưới lại bị phi tiên quyết đánh thành cho bụi. Đây cũng vẻn vẹn chỉ là dư ba của phi thiên lực mà thôi, khủng bố tuyệt luân. Lực công kích phi tiên quyết trên tay tói Hoa Vân Phi thiên hạ vô song, vạn hóa thánh quyết tay phải lại có thể hóa giải tất cả bí thuật. Hai thứ này kết hợp như thiên địa giao thoa, long phượng tề minh, vô địch thiên hạ. Diệp Phàm liên tiếp thối lui, dùng bí quyết chữ hành tránh né. Đây là cuộc chiến nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn, mỗi bước đều lâm vào hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Quá cường đại, phi tiên quyết, vạn hóa quyết đều là bí thuật nhằm vào Cửu Bí của độc nhân đại đế. Thật sự đáng sợ. Diệp Phàm thầm nhủ trong lòng, vừa chống đỡ vừa tiến nhập cảnh giới không minh, không ngừng thôi diễn bí quyết chữ đấu, thể ngộ đạo và thuật. Lúc này, động tác của hắn càng lúc càng nhuần nhuyễn, dù lấy yếu chống mạnh nhưng lại có một thần vận tự nhiên, hắn đang diễn biến đại đạo. Nội tâm hắn lúc này là một mảnh yên lặng, nhất chiêu nhất thức đều hợp cùng tính mạng, nhưng tâm tính loại ra khỏi chiến trường này. Diệp Phàm dường như siêu thoát nơi này, có một loại thiên nhân hợp nhất, đạo thân buông lỏng, trong sinh tử bỏ qua cái tôi, hòa vào tự nhiên, đạo ta là một. Thái cực đồ chuyển động, thân thể Diệp Phàm hóa thành đạo ngân, trở thành tuyển phân cách của âm dương trong thần đồ. Hai tay hắn hóa thành chân âm và chân dương, trở thành hai điểm âm dương. Cho tới nay, thân thể hắn biến thành long hình đạo ngân là lợi hại nhất, lúc này hai tay hắn lại diễn biến, hóa thành hai điểm chí âm và chí dương. Diệp Phàm đối kháng Hoa Vân Phi, lấy yếu chống mạnh, thân thể chuyển động, càng lúc càng huyền diệu, dù không ngừng thối lui nhưng cũng không còn tình thế nguy hiểm dinh dập như trước. Hết sức thăng hoa, hắn hiểu rõ một loại đạo rất huyền ảo, phù hợp với bản thân, lặng lẽ thôi diễn, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Đột nhiên thân thể hắn khẽ run, thương thể rốt cục khỏi hắn, huyết khí màu vàng hướng tiêu. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm linh quang khẽ hiện, huyết khí hóa thành một hình cầu, vờn quanh thân từ đầu tới chân. Giờ khắc này, thiên địa giai động, đại đạo cùng minh. Hắn tấn chức một trạng thái kỳ diệu, hiểu rõ tự nhiên và cường đại chưa từng có. Huyết khí màu vàng hóa thành một hình thái cực, thân thể trở thành tuyển phân cách âm dương, hai tay hóa thành hai điểm âm dương, tự thân biến thành một bức thái cực đồ. Hoa Vân Phi, ngươi nạp mạng đi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, rốt cục bắt đầu triển khai công kích lăng lệ. Hắn tự thành một bức đạo đồ nhân thể, bay về phía trước. Hoa Vân Phi lạnh lùng, đánh ra phi tiên quyết, ẩn chứa phi thiên lực, nhưng khi đánh lên hình tròn màu vàng thì lại không thể công vào một tấc. Soát, hắn dùng vạn hóa quyết đánh tới, có thể hóa giải. Hết thảy thần thuật trên thế gian, hóa thành bình thường nhưng cũng không khiến hình cầu này tan rã. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, không ngờ Diệp Phàm lại diễn biến ra một loại thánh thuật kinh thiên như vậy, thái cực đồ này gần như không thể công phá. Thời khắc này, vạn pháp không thể tiếp cận Diệp Phàm, tất cả công kích đều bị thái cực đồ chặn lại, hắn như một vị thần lao tới. Lúc này, hắn cường thế ra tay, long hình đạo ngân,
hai tay hóa thành hai điểm âm dương cùng chấn động, đánh ra một cỗ khí tức kinh thế. Phốc, Hoa Vân Phi không thể ngăn cản, phun ra một búng máu tươi, toàn thân bay ngược ra sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, tay phải chụp một chảo, lại thi triển vạn hóa quyết, mười mấy dãy núi phía dưới liền bị hắn rút lên, dài còn mấy thước, như mười mấy con tiểu long đánh về phía Diệp Phàm. Đây là sức nặng như ức vạn quân, hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng, chấn áp tới phía trước. Ầm. Nhưng trước thái cực đồ này, tất cả đều trở nên vô dụng, bị chặn lại hết, chấn thành cho bụi rơi xuống phía dưới. Ầm. Hoa Vân Phi lại thi triển phi tiên quyết đánh lên thái cực đồ nhưng vẫn như cũ, không thể công vào. Ầm. Diệp Phàm quát khẽ, long hình đạo ngân chấn động, đánh hắn bị thương nặng, gần như bị cất thành hai nửa, phun ra một búng máu lớn rồi văng ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 688, Bảo Bình Đại Đạo. Cửu bí là bí pháp cao nhất, 9 loại kỳ thuật đại biểu 9 loại cực hạn của 9 lĩnh vực khác nhau, không thể vượt qua. Hết thảy thuật Diệp Phàm thôi diễn, đạo Diệp Phàm lĩnh ngộ đều xuất phát từ căn nguyên bí quyết chữ đấu, chuyên dùng cho chiến đấu, có áo nghĩa vô thượng. Huyết dịch hoàng kim trong cơ thể hắn sôi trào, huyết khí lao ra, hóa thành một vòng tròn màu vàng, bao phủ từ đầu tới chân hắn. Hắn dùng bí quyết chữ đấu, diễn biến ra viên thái cực, vạn pháp không thể chạm vào người. Diệp Phàm huy động hai tay, hai con âm dương ngư du động, một cái chí cương chí dương, một cái chí nhu chí âm, giao triển một chỗ, phun nạp khí cơ của đạo. Ầm, âm dương cùng động, hai tay hắn tề chấn. Âm dương ngư nhảy lên, bay ra khỏi viên thái cực, hai con cá phun ra nuốt vào khí tức đại đạo, tinh khí bốn phía lập tức như bị hút hết, thiên địa trở nên ảm đạm. Ầm, Hoa Vân Phi lần nữa bị đánh bay, toàn thân tóe máu, vẫn không thể ngăn cản. Trên người hắn xuất hiện nhiều vết rách, lại có ánh sáng năm màu lóe lên. Máu của hắn có năm màu, thôn thiên ma công khiến thể chất hắn lột xác tới bực này sao? Diệp Phàm kinh dị. Đại địch không chỉ có thân thể mạnh mẽ mà ngay cả màu sắc của máu cũng biến đổi. Thần sắc Hoa Vân Phi nghiêm trang, áo lam nhiễm máu nhưng vẫn có một loại khí chất không linh, toàn thân nổi lên một tầng thần quang ngũ sắc, hai mắt trong suốt. Ông, phiến thiên địa đang rung chuyển nhưng trong lòng hắn lại rất yên lặng, lần nữa tế ra phi tiên quyết, lực lượng siêu việt nhân thể như ngân hà trút xuống, sau đó nổ vang, mãnh liệt ập về phía trước. Phi tiên quyết vừa ra, phong vân tề động, thiên địa thất sắc. Hắn tuy không phải là đại đế, không thể chân chính dẫn động ra phi thiên lực nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Trên mặt đất, liên tiếp các ngọn núi lớn sụp đổ, lại một dãy núi bị san bằng, đất đá bắn tung tóe, bụi bặm mù trời. Đây đúng là một hồi đại băng toái. Trên bầu trời, mây mù hoàn toàn bị yên diệt, bị dao động khủng bố bực này đánh tan, bình định hết thảy. Đây chính là phi tiên quyết, lực công kích vang dội cổ kim, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải run sợ. Là thánh thuật kinh diễm của độc nhân đại đế. Ầm. Thân thể Diệp Phàm như cầu long, không ngừng uốn khúc, thân là tuyến phân cách âm dương của viên thái cực, ra sức chấn động, lôi điện bắn ra, cứng rắn đón đỡ phi tiên. Quyết. Cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, cả thiên địa trở nên mờ mịt, tất cả đều bị cát bụi bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy cả một ngọn núi bị cuốn lên tận trời cao như rơm rạ. Hai người kịch liệt chiến đấu, đánh cho long trời lở đất. Như cảnh tượng mặt thế, cả phiến dãy núi cũng bị đánh văng lên hư không, như đại lục trôi đi. Ầm. Va chạm kịch liệt lại vang lên, đất đá bắn về bốn phía, không ngọn núi nào có thể bảo tồn. Dưới một kích kinh thiên động địa này, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Ầm. Diệp Phàm bay ngược ra sau, khóe miệng tràn ra một lũ máu vàng nhưng nhanh chóng ổn định thân hình. Bên kia, Hoa Vân Phi há mồm ho ra một búng máu lớn, khiến vạt áo hắn ướt đẫm. Văng xa cả ngần trượng mới dừng thân được. Phía dưới là một mảnh hoang tàn, không chỉ là cổ mộc thông thiên mà ngay cả dãy núi cũng biến mất. Cả mặt đất như bị san bằng thành một mảnh sa mạc. Một mảnh rừng núi với cây cối phong phú giờ sinh cơ tuyệt diệt, không còn một ngọn cỏ, trở thành một mảnh khô cằn, không có thứ gì còn lưu lại. Xa xa, núi lớn sừng sững, xanh tươi tốt. Ở trong tần lĩnh trăm vạn dặm không ngờ xuất hiện một mảnh đất như thế này đúng là quỷ dị vô cùng, khiến người ta không biết nói gì. Đây là kết quả một kích toàn lực của hai đại cường giả. Hoa Vân Phi lại bị thương nặng,
trong cơ thể phát ra tiếng hoàng minh, vang động cửu thiên, thần diễm ngũ sắc thiêu đốt hừng hực, thân thể hắn lần nữa phục hồi như cũ. Hoàng kiếp tái sinh thuật, hắn vẫn không bỏ chạy mà thần sắc trở nên lạnh lùng, lần nữa ra tay, thi triển vạn hóa thánh quyết, quay xung quanh Diệp Phàm tấn công, ý đồ công phá viên thái cực. Hai người một khi đại chiến lại tạo ra cảnh tượng kinh người, cả mảnh đất đai khô cằn phía dưới cũng tiếp tục sụp đổ. Vạn hóa thánh quyết được xưng là có thể hóa tẫn hết thảy kỳ thuật, phá hết vạn pháp những thủy chung không thể công phá viên thái cực, không thể làm nó tan rã. Nhưng Hoa Vân Phi bám giết không tha, đã mấy lần bị thương nặng nhưng vẫn lao lên, không ngừng công phá, căn bản không có ý định bỏ chạy. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, đối phương cũng có tâm tư như hắn, không ngừng đại chiến, trong quyết đấu sinh tử nghiên cứu thánh thuật, đề cao thực lực bản thân. Đứng rồi, hắn có hoàng kiếp tái sinh thuật cho nên không hề sợ hãi. Ầm, không thể không nói thủ đoạn Hoa Vân Phi hơn người, thực lực lại cường đại, biến cả ngọn núi lớn thành một viên bi, không ngừng bắn về phía Diệp Phàm, thật khiến người ta sợ hãi. Hắn trong lòng chậm rãi thôi diễn thần đồ, suy nghĩ phương pháp phá giải. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Diệp Phàm hét lớn, gia tăng lực công kích, cả người lướt về phía trước, như một con chân long gấp khúc, một hơi đánh nát 81 ngọn núi lớn. Cát bay đá chạy, cả dãy tần lĩnh vô tận rung chuyển. Hai người kịch liệt đối kháng, thi thoảng có máu tươi rơi ra, lưu động ánh sáng chói lóa. Giết! Diệp Phàm quét khẽ, thái cực đồ chuyển động, hắn như một đạo ánh sáng di động, hai tay hóa thành âm dương ngư, một âm một dương đồng thời nhảy lên. Ầm! Hoa Vân Phi bị đánh bay đi, xương cốt gãy vỡ nhiều chỗ, thân thể gần như bị dập nát, toàn thân tào ra máu tươi, lóe ra ánh sáng ngũ sắc. Ngươi còn thủ đoạn nào nữa thì xuất ra đi, bằng không không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm bước về phía trước, huyết khí hóa hình thành một hình tròn, bảo hộ mình bên trong. Độc Nhân Đại Đế cả đời không thua kém bất cứ ai, vô địch cổ kim, vì cửu bí mà khai sáng Phi Tiên Quyết và Vạn Hóa Quyết. Thánh thuật vô địch mà vẫn không thể lực áp ngươi, không phải hai thuật này thua kém mà do ta chưa thể hoàn toàn hiểu hết được. Hoa Văn Phi bình thản nói, hoàng minh vang lên, chữa trị thân mình. Toàn thân hắn không có chút uể oải nào mà vô cùng siêu nhiên. Ngươi quan khán thánh thuật của ta, muốn dựa vào đó ngộ đạo, làm tan rã thánh thuật của ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, ai mạnh ai yếu, giờ nói thì còn quá sớm đó. Phi Tiên Quyết, Vạn Hóa Quyết là kỳ thuật cái thế, thứ ngươi chứng kiến chỉ mới là một phần của nó mà thôi. Giờ khắc này, khí chất Hoa Vân Phi thay đổi, sự không linh được thu liễm mà hiện ra tư thái duy ngã độc tôn, tóc đen hỗn độn, đôi mắt thầm thúy như sao trời. Ầm, một cỗ khí cơ hủy thiên diệt địa phát ra, nơi này tràn ngập dao động đáng sợ, sinh linh run rẩy, mười phương rung chuyển, như đại đế viễn cổ hiện ra trên thời gian. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chớp động ô quang, rất nhanh đan vào nhau, hóa thành một bảo bình màu đen, dần hiện rõ và ngưng thực, phảng phất như vạn thế bất hủ. Hoa Vân Phi giống như một thần ma, có một loại dao động khủng bố tràn ra. Hắn lẳng lặng dựng thân giữa hư không, đôi mắt vô cùng thâm sâu, cắn nuốt tâm thần người ta. Từng đợt ô quang từ trong thiên linh cái hắn lao ra, hình thành bảo bình trên đỉnh đầu, ô quang lưu động, tinh oánh như mặc ngọc. Phong cách của nó cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng rất bình thường, khiến cho người ta có cảm giác nó thật gần gũi với đại đạo. Như là vật dẫn của đạo, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Hoa Vân Phi dùng mệnh nguyên bản thân luyện chế thành bảo bình đại đạo này, đây chính là một hình thể của đạo, tương lai có thể dung nạp pháp lực vô lượng, mà nay cũng đã có được thần năng lớn lao. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, đã sớm nghe nói Độc Nhân Đại Đế duy ngã độc tôn, thiên công huyền diệu vô song. Mà nay, đủ loại huyền bí lại lần lượt hiện ra. Hai tay Hoa Vân Phi kết ấn, giơ cao lên đỉnh đầu, kết xuất ra bảo bình ẩn đại đạo. Miệng bình chính là nơi hai tay giao nhau, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, nguyên khí thiên địa. Khủng bố cực độ và sát khí vô tận lúc này như hồng thủy bùng nổ. Diệp Phàm cảm giác như bị vạn đao quát cốt, bị bảo bình đại đạo này đè ép, cả người như muốn nứt ra. Đây là một tình cảnh vô cùng yêu dị, bảo bình lóe ra ô quang, chống lại viên thái cực, hai thứ phun ra nuốt vào khí tức đại đạo, đạo đạo pháp tắc đan vào nhau. Ầm, thời khắc này, một hồi quyết đấu kinh thiên động địa lại bùng nổ, hai người lao vào nhau, triển khai chiến đấu khủng bố nhất. Ô quang chớp động, bảo bình đại đạp trấn áp chư thiên vạn giới, uy lực bất hủ,
phun ra nuốt vào căn nguyên đại thế giới áp xuống. Viên thái cực đạo pháp tự nhiên, kim quang rực rỡ, cũng là vật dẫn đại đạo vô thượng, xuyên thấu chư thiên, vĩnh cửu trường tồn, vạn kiếp bất diệt. Đây là đại đạo va chạm, hai loại áo nghĩa khác nhau quyết đấu. Ô quang và kim quang xông thiên, bao phủ cả thiên địa. Cả mảnh đại đại này nóng chảy, trở thành một đại dương mênh mông màu đỏ, dung nham sôi trào, đổ về bốn phương tám hướng. Xa xa, những ngọn núi lớn như rơm rạ, dao động khủng bố ập tới khiến tất cả sụp đổ nhanh chóng, bị san bằng. Hóa Tiên Trì bên kia sương mù bừng bừng, cũng không biết có bao nhiêu nước bị bốc hơi lên, cả đại hồ gần như khô cạn, trở thành một cái chảo thiên nhiên thật lớn. Trong nháy mắt khi Bảo Bình và Viên Thái Cực quyết đấu, gây ra hậu quả quá mức đáng sợ, cả một mảnh dãy núi nguy nga cũng gần như biến mất. Ở những nơi xa hơn, những ngọn núi cũng lần lượt đổ sập, bụi mù bốc cao, gió cuốn xa vạn trượng. Cả thiên địa là một mảnh hôn ám, do hai người giao đấu quá kịch liệt. Bảo Bình màu đen và Viên Thái Cực màu vàng va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần. Hai kiện vật dẫn của đạo giao đấu khiến cả thiên địa cũng như trở nên bình tĩnh. Khóe miệng Diệp Phàm tràn ra một lũ máu tươi, thân thể phập phồng không chừng, Viên Thái Cực chuyển động, sáng chói mà chưa bị tan rã. Bên kia, Bảo Bình đại đạo màu đen nặng nề di động, cũng không bị tổn thương nhưng văng xa, khỏi thiên linh cái hoa vân phi tới mấy trăm trượng. Thân thể hắn vỡ nát, gần như nát bấy, thương thế không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có hoàng kiếp tái sinh thuật thì lần này Diệp Phàm đã có thể đánh hắn chết tươi. Ông, thân thể hoa vân phi phát ra ô quang, từ thiên linh cái, huyết khí lại xuyên qua trời cao. Thân thể hắn rung động, Bảo Bình cũng nhanh chóng bay về, lơ lửng trên đầu hắn. Diệp Phàm bước tới từng bước, lau khô máu vàng trên khóe miệng nói, xem ra ngươi không có cơ hội cắn nuốt căn nguyên của ta rồi. Để ta tiễn ngươi về với đất đi. Hoa Vân Phi cười lạnh nói, ta càng lúc càng chờ mong căn nguyên thánh thể, hết thảy còn chưa chấm dứt đâu. Bảo Bình như mặc ngọc lại năng nề di chuyển, phun ra nuốt vào thiên địa căn nguyên, buông xuống từng đạo ô quang, bao phủ hắn vào trong. Xa xa, một đạo lệ ảnh đã nhìn rõ kết quả trận chiến vừa rồi. Lý Tiểu Mạn như một nàng tiên lăng không mà đứng, tay áo phiêu động. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 689, Vương Giả Vô Địch. Bảo Bình đại đạo đen nhánh, tinh oán, nặng nề di động. Nó là vật dẫn của đạo, buông xuống từng đạo ô quang, bao phủ Hoa Vân Phi ở bên dưới, đây là đạo đạo pháp tắc. Giờ khắc này, hắn vạn pháp bất xâm, cả người hạo hãn như đạo, càng ngày càng sâu không lường được. Bảo Bình hộ thể, cung cấp pháp lực vô lượng cho hắn. Bảo Bình này tuy chưa chân chính diễn biến thành hình nhưng đã sớm có thần năng vô song, có pháp lực hùng hậu. Mỗi lần nó phun ra nuốt vào đều là căn nguyên thiên địa và tinh khí. Phi Tiên Quyết, Vạn Hóa Quyết. Hoa Vân Phi hét lớn, lần này có Bảo Bình đại đạo hợp nhất với hắn, khác trước rất lớn. Tay trái hắn thi triển Phi Tiên Quyết để chủ công, tay phải đánh ra Vạn Hóa Quyết để làm tan rã bí thuật đối phương, thiên địa giao thoa, long phượng tề minh hơn. Xa lúc trước, dao động vừa ra, một mảnh dãy núi phía trước liền hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Lực công kích đáng sợ của nó hiện ra rõ ràng, phi thiên lực thật kinh nhân. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, không dùng được các loại bí thuật khác nếu không sẽ bị Vạn Hóa Quyết phá giải. Hắn lúc này chỉ vận chuyển cửu bí, gia trì Viên Thái Cực Hoàng Kim. Đây là một hồi đại chiến sinh tử, không thể không nói Hoa Vân Phi hiện tại từ thể chất hay từ chiến lực mà nói thì đều đủ ngạo thị cùng thế hệ, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Quyết chiến sinh tử, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, rất nhiều dãy núi hóa thành đất bằng, rất nhiều thác suối phải đảo chiều, còn có dung nham nóng cháy phun lên bầu trời. Viên Thái Cực sáng lóa chói mắt, mỗi lần chuyển động đều là một lần âm dương sinh tử, thần diệu vô song. Mà bên kia, Bảo Bình đại đạo cũng càng ngày càng thần bí, diễn hóa pháp tắc chư thiên, từng tia buông xuống, bao bọc Hoa Vân Phi bên trong, hiện ra diệu lý của đạo. Lúc này, bất kể là Phi Tiên Quyết chủ công hay là Vạn Hóa Quyết làm tan rã vạn vật đều hơn xa lúc trước, trở nên đáng sợ tuyệt luân. Hoa Vân Phi ra tay quyết đoán, lúc này hắn ác nghiệt vô tình, ngay cả dư ba rơi xuống, chỉ nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến mặt đất lưu lại một mảnh phế thổ, sườn núi thành bột phấn, không còn một ngọn cỏ. Diệp Phàm khẽ giật mình,
Phi Tiên Quyết và Vạn Hóa Quyết quả nhiên ảo diệu vô song, nếu không phải hắn có bí quyết chữ đấu, diễn biến ra viên thái cực thì hôm nay chỉ sợ đã phải nuốt hận rồi. Ầm, hai người lại va chạm, quyết đấu sinh tử, đều miệng phun tiên huyết, bay ngược ra sau. Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, diễn biến đạo, cả người trong suốt, nha ngọc lưu ly bảy màu, thái cực thành vòng, là đạo ngân căn bản nhất, là quỹ tích của đại đạo nguyên thủy. Hắn hít vào thở ra tinh khí thiên địa, cảm nhận nhịp đập của đại thế giới, hợp nhất với phương càn. Khôn này, trở thành người chấp hành đạo, mỗi một kích đều phá vạn pháp, mỗi động tác đều là ý chí của đạo. Ầm ầm. Hai đại cường giả liên tục va chạm, cùng thi triển áo nghĩa vô song, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cả dãy núi nơi này biến thành phế tích, không biết đã hủy diệt biết bao linh địa, núi sông. Rất nhiều hồ lớn chỉ một kích đã biến thành hố lớn, vì chỉ một kích của hai người cũng đủ khiến cả hồ nước lớn bốc hơi hết, cả phiến thiên địa biến thành sa mạc. Không gì có thể ngăn cản bọn họ, vạn vật hủy diệt. Tần lĩnh trăm vạn dặm rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy cuối, bằng không náo đánh ra ngoài, tất nhiên đã khiến sinh linh đổ thán, vô số nhân loại chết thảm. Cho dù như vậy, bọn họ cũng khiến đủ loại chim thú, cá tôm nơi này gặp tai họa, chết vô số kể. Tất cả những loài thú nơi này đều bị kinh động, lập tức chạy trốn khỏi khu vực cuộc chiến. Trong trận chiến này, có ba hồ nước nghi là hóa tiên chi cũng đã biến mất. Không khó tưởng tượng được phạm vi cuộc chiến này rộng như thế nào. Đây đúng là một hồi đại kiếp nạn. Trong tần lĩnh, các loại sinh linh đều nơm nớp lo sợ, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng như ngày tận thế đang buông xuống. Đại chiến thảm thiết, hai người đều liên tiếp bị thương, máu màu vàng và máu ngũ sắc không ngừng tuôn rơi. Nhưng hai mắt bọn hắn lại càng lúc càng lãnh liệt, không ai nhăn mặt hạ mày, không sợ tử vong, không ngừng ẩu đả. Bảo bình đại đạo, vạn pháp buông xuống, từng tia hòa hợp nhất thể với hoa vân phi. Ô quang chảy xuôi khiến hắn càng lúc càng nguy hiểm, phi tiên quyết, vạn hóa quyết ra hết, như nhật nguyệt treo giữa trời, viên mãn mà cường thịnh. Ầm ầm, hai người kịch chiến, khóe miệng còn lưu vết máu, cùng bay ngược ra sau, sau đó lại nhằm vào nhau. Tuy rằng đại chiến kịch liệt trong lòng mỗi người đều rất yên lặng, đang nghiền ngẫm đạo của đối phương. Viên thái cực càng ngày càng thần diệu, mỗi lần chuyển động, đều phân ra âm dương sinh tử. Diệp Phàm tắm rửa trong sinh quang, như một thiên thần, tư thế oai hùng vĩ ngạn, trưởng khống sơn hà, mỗi lần đánh ra đều là một mảnh tử quang, tan biến vạn vật. Ở giờ khắc này, một loại khí tức thái sơ tràn ra, dường như đi về thời kỳ trước khi khai thiên lập địa, hết thảy trở về nguyên thủy, căn nguyên diễn biến, âm dương nhị khí lưu động. Xích, viên thái cực khẽ chuyển, bắn tử quang ra ngoài, công sát bảo bình đại đạo. Quyết chiến đã đi tới hồi cuối cùng. Ầm. Bảo bình đại đạo ẩn chứa pháp lực vô tận, diễn biến pháp tắc chư thiên, không thể xóa nhòa. Nó là một thần vật hoàn mỹ, chỉ dung chuyển kịch liệt mà thôi, cũng không bị tổn hại gì. Tuy nhiên Diệp Phàm cường thể công kích cũng thu được đôi chút hiệu quả, bảo bình đại đạo không thể bị hủy lại có thể bị cắt đứt. Hắn dùng chiến lực cường đại khiến chiếc bình không thể đổ xuống từng đợt ô quang, chặt đứt liên hệ giữa nó và hoa vân phi. Ầm. Bảo bình đại đạo rốt cục bị đánh chết đi một chút, không còn ở giữa thiên linh cái của hoa vân phi nữa, thiểu chút nữa bị văng đi ra. Hai người đánh từ giữa trưa cho tới trạng vạng, những nơi hai người đánh qua đều hóa thành đất cằn đá sỏi. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục phân ra thắng bại, Diệp Phàm liên tiếp hạ trọng thủ, sát thức liên miên, chiêu này nối tiếp chiêu kia. À. Hoa vân phi kêu lớn một tiếng, tóc tai bù xù, rốt cục ăn quả thiệt thòi lớn, bị long hình đạo ngân của Diệp Phàm đánh văng đi ra ngoài, thiếu chút nữa đã bị cất làm hai nửa. Ầm, hắn văng vào một ngọn núi xa xa, nó lập tức đổ sụp. Hắn ngã xuống nơi đó, máu tươi tràn ra nhưng nhanh chóng từ trong bụi mù đứng lên. Ngươi chết ta sống, chỉ một mình ta đi ra. Hoa vân phi nảy sinh ác độc, há mồm phun ra một viên tinh thần lớn bằng nắm tay, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Không, ngươi chết, ta sống, một mình đi ra. Diệp Phàm cũng nói, há mồm, phun ra, trong lòng tay xuất hiện một chiếc tiểu sa dài một tấc màu đen, ô quang lưu động như một con tiểu long. Thần binh vương giả, bảo binh có thể quét ngang cùng giai, thiên hạ vô địch. Thánh nhân không xuất hiện trên thế gian, nếu nó ở trong tay thánh chủ thì ngũ đại vực này không ai có thể tranh phong. Trong khi chiến đấu, cả hai đều sớm cảm nhận được trong người đối phương có thần binh vương giả, đều phòng bị lẫn nhau. Loại binh khí này vừa ra,
tất nhiên sẽ khiến máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Trên đỉnh đầu Hoa Vân Phi, khỏa tinh thần kia lóe sáng, quang hoa vạn trượng. Đây chính là chí bảo Thái Huyền Tinh Phong, trước bị phong ấn, hai năm này đã bị hắn cởi bỏ từng tầng một. Đây là một kiện thần vật do thủy tổ khai phái của Thái Huyền lưu lại, truyền thuyết là do một tinh thần chân thật hóa thành. Còn có truyền thuyết nói rằng đây kỳ thật là một thánh binh truyền thế, tuy nhiên đã bị yểm đi tinh hồn căn bản. Ầm. Tinh thần vừa chuyển, như sáng lập thế giới, một viên đại tinh vô lượng vô tận, che kín bầu trời, như từ thiên ngoại tinh vực tới, đại tinh duy nhất thống trị chư thiên. Bên kia, chiếc tiểu sa màu đen dài một tấc trong tay Diệp Phàm dài ra thành mấy trượng, tối đen như mực, trên đó điêu long khắc phượng. Lúc này hắn đã đứng ở trên đó. Đây là chiến sa hắn đoạt được của tiểu yêu Nguyệt 9 tuổi, đệ đệ Vương Đằng. Lúc ấy hắn dùng cửu thần binh thu phục, bằng không đúng là rất khó giải quyết. Hiện giờ, hắn đã đưa cửu thần binh cho Bàng Bác, chiếc long sa màu đen này thuộc về hắn, nếu đối mặt với thần binh vương giả khác thì cũng không cần phải lo lắng. Thần binh vương giả quyết đấu bẻ gãy nghiền nát, phàm là sinh linh hữu hình thì chỉ cần bị đánh trúng, dù là đại anh hùng cũng khó thoát chết, vô cùng đáng sợ. Kích thứ nhất của hai người khiến cả một diện tích hai mươi mấy dặm đều nhất tề lún xuống mấy chục trượng, hoàn toàn băng toái, càng không nói những dãy núi. Trên đó, hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Hoa Vân Phi, ngươi không ổn rồi. Kỳ thật ngươi đã sớm bị đánh bại rồi. Liên tiếp vận dụng hoàng kiếp tái sinh thuật, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ta tiễn ngươi đi thôi. Diệp Phàm đứng trên long sa màu đen, tay cầm đả thần tiên, tóc đen dày như thác nước, hai mắt lạnh lẽo, như một tiên vương hạ giới. Đối mặt với đại tinh độc áp thiên địa kia, vô cùng chấn định. Một trận chiến hôm nay ta quả thật đại thương nguyên khí, hoàng kiếp thuật khiến ta hao tổn phân nửa căn nguyên, cần tĩnh dưỡng rất lâu. Thánh thể quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là một thần dược hình người, ngày khác ta sẽ ngắt lấy, nhập đỉnh luyện dược. Ngươi nếu muốn lưu ta lại thì rất khó, ta lại có thể khiến ngươi phải trả giá cực lớn. Khóe miệng Hoa Vân Phi tào ra một lũ máu, nhưng chiến ý xông thiên, thúc giục viên đại tinh ép xuống. Hắn cũng cầm phượng xí lưu kim đảng đánh tới. Đại tinh áp mãn thiên không, buông xuống vạn đạo pháp tắc, mỗi lũ đều đủ đánh gục cường giả cùng giai, chỉ cần bị bắn trúng thì rất khó sinh tồn. Chiến xa màu đen cũng bắn ra đạo ngân vô ngàn, mỗi đạo như một chân long, sáng lập hư không giới, đánh vỡ vạn vật, phá hủy hết thảy. Thần binh vương giả đấu thần binh vương giả. Đồng thời, đả thần tiên và phượng xí lưu kim đảng cũng va chạm kịch liệt. Trong quá trình này, viên thái cực, bảo bình đại đạo đều chìm nổi, bí quyết chữ đấu, chữ hành, phi tiên quyết, vạn hóa quyết đều cùng hiện. Đây là một hồi sinh tử chiến chân chính, hai người vận dụng tất cả thủ đoạn, không hề giữ lại. Diệp Phàm thét dài một tiếng, hắn hạ quyết tâm không lưu mạng cho Hoa Vân Phi, không muốn hắn còn sinh lộ, há mồm phun ra. Tinh khí như sông biển tiến nhập vào trong viên thái cực. Đang hắn huy động đả thần tiên, mỗi tức đánh ra cả ngàn lần, hoàn toàn đủ đánh nát thiên địa, đều nện lên phượng xí lưu kim đảng. Phượng xí lưu kim đảng là một kiện bí bảo vô cùng chắc chắn, không hề bị hao tổn nhưng không thể thừa nhận nổi lực lượng cường đại vô cùng, không thể hóa thành hư vô, khiến chủ nhân vẫn bị thương. Phốc, Hoa Vân Phi không ngừng ho ra máu, nửa người trên bị nhiễm đỏ, chớp động ánh sáng ngũ sắc. Hắn dù có hoàng kiếp tái sinh thuật cũng không thể chịu đựng nổi, không thể vĩnh viễn hồi sinh. Như vậy sẽ hao hết căn nguyên của hắn. Đông. Hoa Vân Phi tế ra một tòa tháp màu đồng, vô cùng hư phá, vốn có 9 tầng nhưng nay chỉ còn lại 5 tầng, mang theo một cỗ uy áp dọa người. Thần binh vương giả tàn phá. Thần quang lóe lên trong mắt Diệp Phàm, hắn nói, trừ khi ngươi có thánh nhân binh khí, bằng không hiện tại lấy ra cũng vô dụng thôi. Chiến xa màu đen vọt lên, cứng rắn đối kháng đại tinh. Hắn huy động đả thần tiên, ra tay nhanh như tia chớp, mỗi chiêu đều có thể đánh nát thiên địa. Phốc! Hoa Vân Phi bị chấn cho mồm phun máu tươi, đã cho thấy không thể kiên trì thêm được nữa nhưng lại cười cười nói, ngươi không giết được ta đâu. Không lâu nữa đâu, trên thế gian có rất nhiều bất tử dược để ta luyện hóa, tới lúc đó ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Trên đời này, cường đại nhất không phải là thể chất, không phải là cổ kinh, không phải thần dược mà là tâm. Dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi, như lúc này đây. Xa xa, một nữ nhân xinh đẹp bay tới, áo trắng như tuyết, mái tóc như mây trời, như một tiên nhân lăng ba, uyển chuyển mà thướt tha. Tiểu Mạn sư muội, giết hắn.
hiện hắn đã sắp kiệt lực rồi. Hoa Vân Phi nói. Diệp Phàm đứng trên chiến xa màu đen cổ xưa, cầm đả thần tiên trong tay, ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn. Đều cùng tới từ một nơi tinh không khác, hắn vốn không muốn ra tay nhưng nếu đối phương lộ ra sát ý thì hắn cũng chỉ có thể vô tình. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 690, quyết đấu Lý Tiểu Mạn. Núi lớn sụp đổ, loạn thạch xuyên mây, mặt đất lún xuống khắp nơi hoang tàn, không một ngọn cỏ, trở thành một vùng đất khô cằn, sinh cơ mất hết không còn sót lại chút nào. Lý Tiểu Mạn một thân áo trắng như tuyết lăng không từ xa đến gần, quần áo phất phới, tóc đen bay lên, ánh mắt trong suốt, so với trước kia không có biến hóa quá lớn. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn. Là công hay rút, là bình thản hay thù hận đều quyết định bởi ý niệm tiếp theo của đối phương. Lý Tiểu Mạn đi tới gần, dừng trên hư không, cũng không nói gì nhưng ánh mắt lại có một tia lãnh liệt khiến bầu không khí hiện trường trở nên vi diệu. Hoa Vân Phi tuy bị thương nặng nhưng vẫn rất ung dung mà trấn định như cũ. Với phong thái của hắn mà nói, lợi dụng một người diệt trừ đại địch ít nhiều có chút khó coi. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, nghĩ đến người này giỏi về tâm kế nhất định biết được quan hệ của Lý Tiểu Mạn với hắn. Đây là muốn rối loạn tâm thần, công phá tâm cảnh bình thản, làm tan giã đạo. Người yêu ngày xưa trở mặt thành thù, sinh tử đối lập, chắc rằng ai cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Đây là thuật công tâm của Hoa Vân Phi, cố ý như thế bằng không sao hắn lại không biết thánh thể huyết khí tràn đầy, thần lực khó thể khô cạn. Tiểu Mạn sư muội, nếu như ngươi muốn thôn thiên ma công đại thành, cần phải hoàn toàn chặt đứt để sáng bản tâm siêu thoát chính mình mới có thể chứng đạo. Thanh âm Hoa Vân Phi bình thản. Sơn lĩnh sau một trận chiến bị đánh thành phế thổ, trở thành một vùng đất khô cằn, ngay cả một làn gió cũng không có, hết thảy đều ngưng lại, yên lặng như chết. Keng, một tiếng vang nhỏ cắt qua khô cằn tử tịch, truyền đi đặc biệt xa xôi. Trên người Lý Tiểu Mạn xuất hiện một tầng liên hoa chiến y, lóe lên sắc bóng kim loại, tỏa ra ngũ sắc thần huy. Keng keng, tiếng vang không ngừng, liên hoa chiến y khẽ kêu, mát, lạnh mà leng keng, sắc bóng kim loại ngũ sắc lưu chuyên. Lý Tiểu Mạn dáng người thướt tha, thần y trùm thân, tay cầm một cây phượng hoàng qua màu bạc. Nàng chậm rãi nâng phượng hoàng qua, ngân quang chảy xuôi, giống như một dải ánh trăng phủ xuống. Một tiếng phượng hót vang lên, trong vắt êm tai, phượng hoàng qua màu bạc chớp động hàn khí lạnh băng. Ngũ sắc thần y che thân, Lý Tiểu Mạn có một loại khí chất xuất trần, da thịt đều bởi vậy mà trở nên trong suốt thánh khiết. Nàng cầm chiến qua chỉ hướng Diệp Phàm xa xa, một luồng sát khí lộ ra. Ta không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn cầm qua chỉ hướng ta. Diệp Phàm nhìn nàng, nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp quen thuộc mà xa lạ này. Cùng tới từ đầu kia tinh không, ngày xưa cũng từng có một thời yêu nhau, cuối cùng lại phải đối đầu sinh tử. Bất kể như thế nào hắn cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Lý Tiểu Mạn cũng không nói một lời, chỉ bước từng bước tiến lên, phượng hoàng qua màu bạc chỉ hướng ngực Diệp Phàm, sát khí giàn giụa. Diệp Phàm biết hết thảy giữa hai người đã sớm trở thành con số không. Hắn vốn tưởng rằng cho dù gặp lại cũng là bình thản như nước, nhưng không nghĩ tới lại là loại cục diện ngươi chết ta sống này. Hắn cảm thấy hai người cũng không có cừu oán, phát triển đến một bước này quả thật ra ngoài ý liệu. Có chút không hiểu vì sao, căn bản không có đạo lý đáng, ngươi thật sự tuyệt tình như thế, muốn động thủ với ta. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn nàng, một hồi trầm mặc, một tiếng keng vang lên. Lý Tiểu Mạn hạ phượng hoàng qua, bình thản mở miệng, ngươi đi đi. Vì sao tao phải đi, còn chưa diệt trừ Hoa Vân Phi đây? Vậy là ngươi muốn lưu lại cùng ta một trận chiến. Lý Tiểu Mạn thanh âm bằng phẳng nhưng có một loại lạnh lùng ác liệt. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi hay sao? Diệp Phàm đứng trên chiến xa màu đen, đối diện hai người phía trước. Đây là ngươi ép ta động thủ. Liên hoa chiến y, trên người Lý Tiểu Mạn lóe lên, từng đạo hào quang dao động giống như gợn sóng mà ra, chiến qua màu bạc trong tay ngày càng rực rỡ. Diệp Phàm cười lớn nhưng ít nhiều có chút cô đơn. Dù sao cùng đến từ một vùng tinh không, cũng từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng kết quả lại đối lập nhau. Hắn nói, hai người các ngươi cùng lên đi. Ngươi cố định cỗ long xa màu đen kia. Lý Tiểu Mạn nói với Hoa Vân Phi, có một tia kiêng kỵ đối với thần binh vương giả, tuy nhiên lại cũng không quá để ý.
bởi vì Phượng Hoàng qua trong tay nàng rất phi phàm. Được, Hoa Vân Phi gật đầu, ngôi sao lớn treo trên đỉnh đầu hắn càng ngày càng hừng hực, chật ních vòm trời, ép tới cổ chiến xa màu đen. Liên hoa chiến y của Lý Tiểu Mạn di động mở ra, phát ra tiếng leng keng, cầm chiến qua màu bạc trong tay rốt cục ra tay, một dải tơ như ngân hà lượn lờ. Phượng Hoàng qua trong tay nàng giống như có sinh mệnh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, phát ra một tiếng phượng hót rồi sau đó một con thần hoàng màu bạc vọt lên, đánh về phía trước. Lý Tiểu Mạn vung chiến qua chém xéo về phía cổ Diệp Phàm, vừa lên đã ra chiêu hiểm ác không chút lưu tình, muốn chém rơi đầu hắn. Phi thường quyết đoán dứt khoát. Cùng lúc đó Hoa Vân Phi thúc giục ngôi sao lớn, toàn lực áp chế cỗ chiến xa màu đen khiến Diệp Phàm không thể dùng thần binh vương giả đối địch, mệt mỏi ứng phó. Diệp Phàm cười lạnh, vung đả thần tiên vụt lên chiến qua màu bạc phát ra một tiếng vang trong trẻo xuyên mây, giống như một cái chuông lớn nổ vang. Hắn lù lù bất động, sừng sững trên chiến xa nói, ngươi còn không được. Thân thể Lý Tiểu Mạn chấn động mãnh liệt, bay ngược ra ngoài rất xa tuy nhiên cũng không có hại lớn. Đồng tử của nàng phát ra hai đạo kim mang, tràn ra một cổ khí tức cường thịnh, miệng khẽ quát một tiếng. Vào giờ khắc này một cỗ thần lực dao động huyền bí trào ra, con ngươi của nàng hỏa thành màu vàng, toàn thân. Có thêm một loại thần vận không hiểu, như một vị thánh linh giáng sinh. Đây là một loại biến hóa rất quỷ dị. Toàn thân nàng lưu động một màu vàng sáng rọi, giống như một vị thần minh tới thế gian, sau lưng xuất hiện một bức hình đáng sợ. Một nhân vật không biết, cao cao tại thượng giống như thần, ở dưới chân có rất nhiều kim thân La Hán ngã nhào, thậm chí còn có Bồ Tát, chảy xuôi dòng máu thần thánh. Lý Tiểu Mạn trở nên có chút yêu dị, cặp mắt màu vàng nhạt trong khi khép mở bắn ra hai chùm sáng đáng sợ nhưng toàn thân lại càng ngày càng thần thánh không thể xâm phạm. Mái tóc như mây trời của nàng đều sắp biến thành màu vàng, liên hoa chiến y cũng như hoàng kim đúc thành, chậm rãi đổi màu. Chỉ có Phượng Hoàng qua bất phàm nhất trong tay vân là màu bạc, lấp lóe thánh quang. Loại lực lượng cường đại này tuyệt đối không chỉ đạo cung bí cảnh. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, hắn cảm thấy Lý Tiểu Mạn rất bất thường. Lý Tiểu Mạn như vàng đúc thành, da thịt trong suốt nhưng lại bao phủ thánh quang hoàng kim, từng bước đi tới căn bản không có một tia khí tức phàm trần. Nàng mang theo một loại uy áp khó thể nói rõ, cùng khí chất vốn có khác nhau một trời một vực. Đây là lực lượng của ai? Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đoạt trước động thủ khống chế chiến xa màu đen, vung đả thần tiên đánh về phía trước. Ngôi sao lớn trên bầu trời chấn động mãnh liệt ngăn cản cổ chiến xa, Hoa Vân Phi dùng phi tiên lực chặn giết không cho hắn tới gần. Diệp Phàm thét dài một tiếng, vòng thái cực hoàng kim bên ngoài cơ thể sáng chói mắt, chuyển động âm dương, chảy xuôi lực lượng sinh và tử. Cửa sinh đối chuẩn Lý Tiểu Mạn, cửa tử chuyển hướng phi tiên lực. Khánh. Lý Tiểu Mạn ra tay, Phượng Hoàng chiến qua trong tay khẽ ngân, hóa thành một con thần hoàng vọt ra va chạm kịch liệt với đả thần tiên, lần này lại cân tài cân sức. Diệp Phàm không cho rằng nàng có thể tu đến loại cảnh giới này. Cái loại thánh, lực màu vàng này tuyệt đối không thuộc về nàng, yêu dị mà thần bí khiến hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, không làm rõ tình huống. Hắn cũng không e ngại, dùng bí chữ đấu diễn biến ra vòng thái cực, đứng trên long xa bắt đầu cầm đả thần tiên đại chiến Lý Tiểu Mạn. Hắn thần lực không dứt, huyết khí như vĩnh hằng thần lô hừng hực thiêu đốt. Hai người các ngươi cùng đến nhận chết. Diệp Phàm quát lạnh, tăng chiến lực lên tới trong lĩnh vực bát cấm. Hoa Vân Phi cười lớn, đại đạo bảo bình chìm nổi, tay cầm phượng xí lưu kim đảng quyết đoán ra tay. Hắn cũng không phải là người cổ hủ, độc chiến chẳng qua là mây khói. Hắn làm việc không kiêng kỵ gì. Diệp Phàm đại chiến với hắn vốn đã là kình địch, hiện nay lại có đại viện tới càng thêm khó thể quyết đấu. Ông hư không run rẩy một hồi, thân thể Lý Tiểu Mạn lưu động thần hụy thánh khiết giống như phủ thêm một tầng thần đồ, những lốc xoáy nhỏ nối tiếp nhau xuất hiện bên ngoài thân thể. Mỗi một lốc xoáy màu vàng đều giống như nối với một thế giới, sâu không lường được, bên trong đều có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, tướng mạo trang nghiêm như thần linh đang ngủ. Diệp Phàm dùng vòng thái cực hoàng kim đẩy lui Hoa Vân Phi, làm tan rã phi tiên lực khiến cho hắn bị thương nhẹ rồi sau đó như một con giao long xông tới Lý Tiểu Mạn. Một loại thiên âm lớn vang lên, Lý Tiểu Mạn bị hào quang màu vàng bao phủ, trong 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng phát ra thần âm giống như thiện sướng. Đây là thân thể Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Nếu không có vòng thái cực hoàng kim ngăn cản, hắn vạn pháp không dính thân có khi sẽ bị thiên âm thần bí này xuyên thủng màng nhĩ đâm vào trong tâm hải.
hắn diễn biến bí chữ đấu, vung đả thần tiên bổ về phía đầu Lý Tiểu Mạn, dùng thần lực không thể ngăn cản phá hủy vạn pháp, dập nát hư không. Vòm trời sụp đổ, Lý Tiểu Mạn bay ngược ra nhưng 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng trên người lại càng thâm thúy, nở rộ hào quang tận trời. Thiên âm to lớn giống cối xay diệt thế cùng thần âm xoắn vào nhau không ngừng va chạm vòng thái cực hoàng kim, có được lực lượng ức vạn quân. Ầm, vô tận hư không bị hủy diệt, dưới thần âm to lớn này lập tức rách nát, chỉ còn 365 lốc xoáy màu vàng đang chuyển động. Ầm, vòng thái cực hoàng kim chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm với chiến lực bát cấm đại khai đại hợp tăng thực lực lên đến tột cùng, đánh phá kim quang sáng lạn, cầm đả thần tiên đập xuống. Ầm, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Trong 365 lốc xoáy màu vàng đều phun ra một đạo thần quang hóa thành một bàn tay màu vàng chặn đứng đả thần tiên. Nếu không, roi gỗ giống như cây kiếm chắc chắn sẽ vụt cho Lý Tiểu Mạn đứt gân gãy xương, căn bản không có khả năng chịu đựng nổi. Đây không phải lực lượng của ngươi. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mạnh, hắn cảm thụ một loại khí tức nguy hiểm, giống như từng quen biết nhưng lại không thể nhận rõ thuộc về ai. Lý Tiểu Mạn khẽ quát một tiếng, kim quang trong mắt tăng vọt giống như một nữ chiến thần, trong cơ thể bay lên một vầng kim quang giống như một bức tranh cuốn cổ. 365 cái lốc xoáy màu vàng đều ở phía trên, rời khỏi bên ngoài thân nàng hỏa thành một bức đồ bao trùm tới Diệp Phàm, muốn đem hắn trấn áp phía dưới. Trong nháy mắt này đạo âm, thiện sướng, hiến tế ca giống như là từ thời thượng cổ xuyên thấu thời không mà tới. To lớn mà trang nghiêm, thần thánh mà tường hòa từ trong cuộn tranh cổ rải xuống. Diệp Phàm mơ hồ nhìn thấy bóng người màu vàng ngồi xếp bằng trong 365 lốc xoáy màu vàng đều mở mắt. Đó tuyệt đối đều là một người, bởi vì loại ánh mắt này giống nhau như đúc, thuộc về vị thần duy nhất. Ầm, thiện sướng vang vọng thiên địa, một tòa thần miếu màu vàng do thiên âm hóa thành từ trên trời giáng xuống. Trong đó kim thân La Hán nhuốm máu, thây Bồ Tát đầy đất, thần huyết bảy màu chảy thành dòng, có vẻ đáng sợ vô cùng trấn áp tới Diệp Phàm. Đây đến tột cùng là lực lượng của ai, ta nhất định từng nhìn thấy. Trong lòng Diệp Phàm có một tia không yên. Ầm. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi thúc giục ngôi sao lớn cũng phủ xuống, cầm thần binh vương giả ma diệt thần lực của hắn, vô tình giết tới. Diệp Phàm hét lớn, thân trong vòng thái cực hoàng kim hóa thành đạo ngân hình rồng, hai tay thúc giục âm dương diên biến ra lực lượng sinh và tử một mình chống lại hai đại cao thủ. Vào giờ khắc này vòng thái cực hoàng kim cùng Long Sa và đả thần tiên hợp nhất, ngưng kết làm một chỉnh thể. Ngôi sao lớn trên đầu Hoa Vân Phi run rẩy, thân thể hắn xuất hiện vết rách mà thần miếu màu vàng cũng lay động kịch liệt khó thể ổn định. Diệp Phàm thét dài một tiếng, chiến lực sôi trào tăng lên tới lĩnh vực bát cấm, xông lên trời cao cứng đối cứng hai vị cường giả. Ầm, một tiếng nổ vang. Vòng thái cực hoàng kim toàn vẹn hợp nhất cùng Long Sa tràn ra một cô lực lượng giống như đại dương mênh mông. Ầm, Hoa Vân Phi bị thương nặng, cùng ngôi sao lớn bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó thân thể Lý Tiểu Mạn cũng lắc lư một hồi, cuối cùng phun ra mấy ngụm máu. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, hỏa thành một đạo thần quang đuổi theo muốn giết chết hai người. Hắn nói, cho dù các ngươi liên thủ cũng vô dụng. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.